Trong nguyên thủy đế thành, một ít thiên kiêu cảm nhận được một luồng khí thức cường đại đang tiến vào đế thành. Ánh mắt bọn họ hội tụ lại, cả đám vô cùng chấn động. Rốt cuộc nam nhân kia cũng tới, toàn bộ khu vực ngoại bộ của nguyên thủy đế thành đều sôi trào. Vèo, 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 trong hư không, có tiếng phá gió vang lên, những thiên kiêu ở đây nghe được tiếng gió nên đều hội tụ đến. Cho dù thiên kiêu cấm kỵ cũng nhìn về phía quân tiêu giao với ánh mắt mang đầy kinh ngạc cảm thán. Quân tiêu giao mặc bạch y vô cấu, cả người được tiên huy bao phủ, thần tư tú giật, như một vị tiên hành tẩu trong chốn hồng trần. Không ít thiên kiêu trong đế thành đều lần đầu tiên nhìn thấy quân tiêu dao trong mắt khó nén kinh sắc. Trong mắt một ít thiên kiêu nữ tính còn có tia sáng kỳ dị soi chiếu. Hắn như một trích tiên, khí chất quá siêu nhiên, làm người ta nhịn không được quỷ bái. Có thần tử ở đây, cảm giác đối phó dị vực cũng càng có tự tin. Đúng vậy, ta cũng không tin trong thế hệ trẻ dị vực còn có tồn tại càng lợi hại hơn thần tử. Rất nhiều thiên kiêu nói, bởi vậy có thể thấy được, trong vô hình, quân tiêu giao đã trở thành tồn tại tâm phúc, trụ cột của các thiên kiêu tiên vực. Ở thế giới thần khư, chỉ cần quân tiêu giao không ngã, bọn họ sẽ có tự tin. Nơi xa, có Phật Quang Chiếu Khắp, một tăng nhân trẻ tuổi tuấn Mỹ ngồi xếp bằng trên bạch ngọc long tượng. Là đế Phật tử chuyển thế, quân tiêu giao lạnh nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, trước đó hắn đã gặp qua Phạn Thiên của Tây Thiên Giáo. Nhưng so ra thì Phạn Thiên vẫn kém hơn đế Phật tử chuyển thế trước mắt một chút toàn thân đế phật tử này tràn ngập phật quang cổ xưa là chuyển thế của vị đại lão phật môn nào đó còn thức tỉnh túc tuệ mà phía chân trời một bên khác có minh khí cuồn cuộn một bóng dáng mơ hồ đứng sừng sững trong đó diêm ma thiên tử cũng tới có thiên kiêu kinh ngạc cảm thán thiên kiêu đỉnh cấp nhất mạch minh vương này được gọi là tử thần lấy mạng có thể thấy được uy thế mạnh đến mức nào trong mắt quân tiêu dao vẫn là lạnh nhạt nhất mạch minh vương từng nhúng tay vào trận bất hủ chiến của quân gia hắn chỉ có sát ý với nhất mạch này. Đôi mắt riêng ma thiên tử lạnh như hàn tinh thiên ngoại, hiển nhiên hắn ta cũng có định ý với quân tiêu giao. Quân tiêu giao, chúng ta lại gặp mặt, có tiếng kiếm gieo tranh tranh vang lên, một thanh niên hắc y lạnh lùng ngũ quan thanh lãnh đạp kiếm mà đến. Diệp cô thần, vẻ mặt quân tiêu giao dịu lại một chút, hắn có ấn tượng không tồi với diệp cô thần, thức kiếm chiêu thần thông vô thượng tự nghĩ ra kia, vạn thần kiếp, làm hắn vẫn còn rất ấn tượng. Mà hiện tại, hiển nhiên thực lực của diệp cô thần đã khác xưa chúng ta sẽ có cơ hội tái chiến chỉ là trước đó cũng có thể so xem ai giết sinh linh dị vực càng nhiều diệp cô thần thản nhiên nói được quân tiêu dao gật đầu quân công tử một tiếng nói chứa đầy vui sướng vang lên nơi xa một nam một nữ đã đến đó là vũ hóa vương và vũ vân thường vũ vân thường đi đến trước mặt quân tiêu dao ngọc diện ửng đỏ có chút kích động quân huynh đã lâu không gặp vũ hóa vương cũng mỉm cười Nhìn thấy từng vị thiên kiêu cấm kỵ vô thượng hiện thân, tất cả tu sĩ chung quanh đều tấm tắc chập lưỡi. Những đại lão trẻ tuổi ngày thường khó gặp đó đều vì quân tiêu giao xuống mà hiện thân chú ý. Bởi vậy có thể thấy được, quân tiêu giao đã có tầm ảnh hưởng lớn ở thế hệ trẻ của tiên vực. Xem ra hiện tại mảnh đất thí luyện trung cực còn chưa mở ra. Quân tiêu giao nói, nếu mở ra thì các thiên kiêu kia sẽ không còn ở lại đây. Ha ha, quân huynh không tới thì ai có thể vác lên đại kỳ của thế hệ trẻ tiên vực chúng ta. Vũ Hóa Vương như một lão hữu chuyện trò vui vẻ với quân tiêu giao. Vũ Hóa Đạo Huynh thật là phủng sát quân mỗ. Quân tiêu giao cười khẽ và nói, đúng rồi, có chuyện này, ta nghĩ ngươi nên biết. Vũ Hóa Vương nói, tiếp theo, hắn trực tiếp thuật lại chuyện của Ngọc Thiền Quyên cho quân tiêu giao biết. Bởi vì ta không có quan hệ gì với Ngọc Thiền Quyên, cho nên không tiện nhúng tay vào, nhưng nghe nói quân huynh ngươi có chút liên hệ với nàng, vì vậy mới nói cho ngươi. Vũ Hóa Vương đạo, quân tiêu giao cười. Người quen thuộc hắn sẽ rõ nụ cười này có nghĩa là gì. Tuy rằng quân tiêu giao không thu Ngọc Thiền Quyên làm vì tùng, nhưng dù sao trước đó Ngọc Thiền Quyên cũng do hắn cứu. Huống chi thái âm Ngọc Thố cũng bị bắt đi, cho dù là vì manh sủng thái âm Ngọc Thố này, quân tiêu giao cũng sẽ không vở như không thấy. Dù sao cảm giác vuốt thỏ cũng rất không tồi, gia tộc hậu duệ của thủ quan giả sao cũng rất có dũng khí. Trong giọng nói của quân tiêu giao mang theo ý nghiền ngẫm, Vũ Hóa Vương lại nhíu mày, báo cho quân huynh, thân phận của nhất mạch thủ quan giả có chút đặc thù, không thể đánh giết giống như đối đãi những người khác, bằng không sẽ bị phê bình rất dữ dội. chương 1076 thần tử giá lâm 2 Cho nên bọn họ mới cậy vào đó mà không sợ, dám trêu chọc ta, nhưng đáng tiếc, bọn họ tính sai tính cách của ta rồi. Tiếng nói của quân tiêu giao vừa dứt thì vung tay áo lên, mở miệng lần nữa. Lần này lại mang theo pháp lực, giọng nói mênh mông cuồn cuộn, khuếch tán như sóng chiều. Trong 15 phút, không thấy được người thì đừng trách hôm nay đế thành đẫm máu. Oanh, một luồng khí tức vô biên bùng nổ từ trên người quân tiêu dao cảm giác lạnh thấu xương, như một ngọn lửa khiến cả nguyên thủy đế thành oanh động. Đại Thánh Đình, cảm nhận được khí tức này, đồng tử của Vũ Hóa Vương chấn động. Không chỉ hắn ta, đám người diêm ma thiên tử, đế Phật tử chuyển thế cũng có chút kinh hãi. Đại Thánh Cảnh Đình, trước đó thần tử quân gia mới đột phá Đại Thánh Cảnh, sao hiện tại đã đến Đại Thánh Cảnh Đình. Bát Phương chấn động, tất cả thiên kiêu trợn mắt há hốc mồm. Đương nhiên, tu vi của quân tiêu giao là một trong những nguyên nhân làm họ chấn động, ngoài ra còn có thái độ của quân tiêu giao đối với nhất mạch thủ quan giả. Trước đó mọi người đều suy đoán, đối mặt với nhất mạch thủ quan giả, quân tiêu giao sẽ thu liếm một chút hay không? Hiện tại xem ra, hắn vẫn cường thế như cũ, không hề vì địa vị đặc thù của nhất mạch thủ quan giả mà thu bất tính tình. Cùng lúc đó, trong nguyên thủy đế thành, tam đại gia tộc thủ quan giả thái gia, bàng gia, hồng gia. Ba người Thái Tung, Bàng Phi, Hồng Thiến nghe âm thanh này thì sắc mặt đều đột biến. Uy áp trong lời nói kia làm bọn họ đều có chút sợ hãi. Trong Thái Gia, tinh thánh hộ thần bí kia mở miệng nói, không ngại, các ngươi đi, hắn không dám động vào các ngươi. Đúng, chúng ta có nắm chắc, Thái Tung khôi phục tự tin, đừng nói có tinh thánh hộ và vị đại nhân sau lưng hắn, chỉ tính đến thân phận của nhất mạch thủ quan giả, chẳng lẽ quân tiêu giao thật sự dám giết hắn ngay trong nguyên thủy đế thành hay sao? Nghĩ vậy, Thái Tùng đã xuất lĩnh một đội quân sĩ thiết y rời nhà, đi đến chỗ quân tiêu giao. Đám người bàng phi, hồng thiến cũng như thế. Trong nguyên thủy đế thành, nhất mạch thủ quan giả bọn họ chính là trời. Ai dám lật trời kia chứ? Trong nguyên thủy đế thành, quân tiêu giao khoanh tay, thản nhiên đứng trên không trung. Sau khi nói ra câu kia, quân tiêu giao đã không có động tính. Nhưng mọi người đều biết, nếu ba người Thái Tung không có hành động thì chỉ sợ tình huống thật sự sẽ không ổn. Nếu là các truyền nhân thế lực bất hủ khác đối đầu với nhất mạch hậu duệ của thủ quan giả thì có lẽ sẽ lựa chọn thoái nhược, nhịn nhất thời gió êm sóng lặng, lui một bước trời cao biển rộng. Nhưng quân tiêu giao tuyệt đối không phải người như vậy. Không đến nửa khắc sau, nơi xa có tiếng bước chân rầm rầm vang lên, ba người Thái Tông, Bàng Phi, Hồng Thiến xuất lĩnh ba đội quân sĩ thiết y xuất hiện. Tất cả thiên kiêu xung quanh đều vây xem, một bên là hậu duệ của thủ quan giả được vạn người tiên vực kính ngưỡng, địa vị đặc thù, một bên là thần tử quân gia cường thế bá đạo uy danh như mặt trời ban trưa trận này xung đột sẽ kết thúc như thế nào thần tử quân gia chăm nghe không bằng một thấy quả thực siêu phàm tuyệt tục ba đội nhân mã đã đến thái tung hơi chắp tay nhưng lại mang theo cảm giác ứng phó tuy rằng quân tiêu giao thật sự không tầm thường hiện tại là đệ nhất nhân trẻ tuổi của tiên vực nhưng ai biết về sau còn có thể như vậy hay không trong lòng thái tung biết nếu vị đại nhân bọn họ chọn đi theo suốt thế thì uy danh tuyệt đối không yếu hơn quân tiêu giao dù sao vị đại nhân kia cũng có thể chất siêu cường vạn cổ không có lấy một. Thậm chí có thể áp đảo hoang cổ thánh thể một bậc. Người đâu, quân tiêu giao nhìn từ trên cao xuống, lạnh nhạt hỏi. Thái Tung nghe vậy thì ánh mắt hơi biến đổi, sau đó nói, thần tử quân gia, theo ta được biết, tuy ngươi đã cứu Ngọc Thiền Quyên một lần, nhưng hình như nàng cũng không phải tùy tùng của ngươi, cũng không có quan hệ quá lớn với ngươi. Quân tiêu giao mặt không cảm xúc, lại mở miệng nói, bản thần tử hỏi lại, người đâu? Thần tử quân gia, nếu Ngọc Thiền Quyên kia không phải là người quan trọng của ngươi, vậy không bằng ngươi đưa ra một điều kiện, chỉ cần chúng ta có thể thỏa mãn. Nói thật, Thái Tùng tự nhận là đã lùi bước, đổi lại là thiên kiêu thế lực bất hủ khác, bọn họ tuyệt đối sẽ không quan tâm, dù sao những người đó cũng không dám đắc tội bọn họ. Nhưng lấy khí thế một đường đánh tới của quân tiêu giao, nói không e rẻ chút nào là không có khả năng. Cho nên Thái Tùng mới nghĩ có thể không xé trở mặt thì càng tốt. Vẻ mặt quân tiêu giao vẫn bất biến, lạnh như xương lạnh, lại mở miệng hỏi, nói lần cuối cùng, người đâu? Nghe đến đó, còn không đợi Thái Tung tức giận, bàng phi đứng bên cạnh nhìn không được mà chố mắt nhìn, quát đủ rồi, quân tiêu giao, chúng ta chỉ nể mặt quân ra mới đối đãi lễ độ với ngươi, ngươi đừng không biết điều. Chúng ta muốn người đó, sẽ không giao cho ngươi, tiếng quát lạnh của bàng phi vang vọng thiên địa, thân là nhất mạch hậu duệ của thủ quan giả Quang Vinh, bọn họ nhận hết kính ngưỡng. Hôm nay là lần đầu tiên ăn nói khép nép khi đối mặt với người khác như thế kết quả quân tiêu dao còn bày ra bộ mặt không quan tâm điều này làm trong lòng bảng phi khó chịu cực độ cả đám thiên kiêu chung quanh đều há hốc mồm thật sự có người dám quát lớn quân tiêu dao tìm chết cũng không phải làm như vậy đó chứ a à, quân tiêu dao thở dài một tiếng ba lần bản thần tử đã đủ nhân từ và khoan dung với hậu duệ của thủ quan giả ngặt nổi quân tiêu dao vừa dứt lời thì trực tiếp bước ra côn bằng thân thể giống như thuấn di lập tức lao đến trước người bảng phi không tốt quân sĩ thiết y phía sau bàng phi có phản ứng rất nhanh. Nhưng ngặt nỗi, quân tiêu dao càng nhanh hơn, oanh, quân tiêu dao điểm ra một ngón tay, quấn quanh phù văn lôi đình. Đại thần thông lôi đế, lôi đế chỉ, lấy tu vi hiện tại của hắn, cho dù là đại thánh cùng giai cũng tuyệt đối có thể hạ gục trong nháy mắt, càng đừng nói tên ăn chơi chắc táng như bàng phi, quân tiêu dao nhìn cũng không nhìn nhân vật tầm thường như vậy một cái. Phụt, quân tiêu dao chỉ ra một ngón tay, xuyên thủng giữa mày bàng phi, cả nguyên thần cũng trực tiếp bị tiêu diệt. Một hậu duệ của thủ quan giả đã chết, tĩnh mịch, cả thiên địa trở nên tĩnh mịch, chương 1077 thế nhân chê khen có liên quan gì đến ta? Chương 1077 thế nhân chê khen có liên quan gì đến ta? Giết một hậu duệ của thủ quan giả ngay trong nguyên thủy đế thành, quả thực là việc chưa bao giờ xảy ra. Quân tiêu dao người điên rồi, bên kia, hồng thiến đưa tay ngọc che hai má lại, đang thét chói tai. Quân tiêu giao thật sự dám động thủ, làm càn, cả đám quân sĩ thiết y bàng ra bùng nổ khí tức, sát phạt chi khí dâng trào, đánh ngang về hướng quân tiêu giao, trong đó không thiếu cường giả đại thánh cấp, chiến ý sát phạt ngập trời. Đối mặt với nhóm người này, quân tiêu giao hừ lạnh một tiếng, dậm chân một cái. Dầm một từng lên chiến trường từng giết qua địch, chẳng lẽ muốn vì nhị thế tổ một ăn chơi trác táng mà mất đi tánh mạng của mình sao? Quân tiêu giao hờ hững nói, những quân sĩ kia lộ ra ánh mắt kinh hãi. Khí tức của quân tiêu giao quá khủng bố, Bọn họ hoàn toàn không có chút khả năng phản kháng nào cả, đồng thời trong lòng bọn họ cũng có một tia phức tạp. Vừa rồi nếu quân tiêu giao thực sự có sát ý, giờ phút này bọn họ sớm đã thân ở hoàng Tuyền. Giết người, thần tử quân gia tùy ý giết chóc nhất mạch thủ quan giả chúng ta. Tổ tiên chúng ta rơi đầu, đổ máu vì tiên vực, chết ở dị vực cũng không hối hận, hiện giờ hậu nhân lại bị người của tiên vực giết chóc. Không thiến lớn tiếng hét lên, khiến càng nhiều người trong nguyên thủy đế thành kéo đến. Còn những đại lão quanh năm tỏa trấn sâu trong đế thành và nơi biên quan sẽ không tùy tiện đi ra bên ngoài. Một số người không biết câu chuyện như thế nào thấy thế thì nhíu chặt mày lại, cho dù biết nguyên do, cũng cho rằng quân tiêu giao quá lỗ máng, hành vi có chút cực đoan. Thần tử quân gia thật sự chỉ có thể dựa vào giết chóc giải quyết vấn đề sao? Làm như vậy với nhất mạch hậu duệ của thủ quan giả có quá tàn nhẫn hay không? Không sai, chỉ là hai nữ nhân mà thôi, thần tử quân gia vì nữ nhân diệt hậu duệ của thủ quan giả, thật sự không thể nói nổi. Trung quanh dần dần có những tiếng nói như vậy vang lên. Miệng người đáng sợ chính là đạo lý này. Lần này phiền phức, Vũ Hóa Vương cũng nhíu mày lại. Tại sao lại như vậy? Rõ ràng là hậu duệ của thủ quan giả không đúng. Vũ Vân Thường vô cùng tức giận. Đối mặt với tiếng ồn ào đến từ tứ phía, trong mắt Thái Công hiện lên một nụ cười lạnh. Đây là nguyên nhân bọn họ dám trêu quân tiêu giao, có bối cảnh anh hùng, bọn họ sợ cái gì? Sắc mặt hồng thiến tái nhợt, khi lớn tiếng thét chói tai khóc lóc kể lể, trong mắt lại có một tia chê cười và vui sướng khi người gặp họa. Quân tiêu giao ngươi mạnh thật, bối cảnh cũng rất mạnh, nhưng vậy thì tính sao? Ngươi chặn được mọi người phê bình và miệng lưỡi thế gian sao? Một người một ngụm nước bọt cũng có thể dìm chết quân tiêu giao. Đối mặt với tình huống như vậy, cho dù là thiên kiêu thế lực bất hủ cũng sẽ hoảng hốt, nhưng vẻ mặt quân tiêu giao lại luôn lạnh nhạt. Ở kiếp trước, hắn đã quen nhìn thấy chuyện này, một đám bình xịt, không rõ lý lẽ, chỉ biết dùng miệng và bàn phím phát tiết cái gọi là chính nghĩa trong lòng mình, còn đắc chí cho rằng mình làm chính xác đến mức nào. Cả đám vệ sĩ chính nghĩa dối trá đứng trên cả đạo đức, chỉ làm quân tiêu giao cảm thấy ghê tởm. Cầm miệng cho ta, một tiếng quát lạnh truyền ra, đàn áp bát phương. Tất cả mọi người cảm thấy hít thở không thông, thậm chí còn trực tiếp bị chấn ngã, ngực khí huyết quay cuồng, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Người chết thì sẽ không ồn ào, ánh mắt quân tiêu giao lãnh khốc, chở tay tát một cái, chấn sát về hướng Hồng Thiến. Hồng Thiến nhân mặt lại, vô cùng hoảng sợ, quân sĩ Hồng ra chung quanh tiến lên ngăn trở, nhưng căn bản không có khả năng đối đầu với quân tiêu giao. Phanh, trường phong xé rách thân thể Hồng Thiến, khiến ả ta tan nát, máu thịt cũng bị đánh thành thịt băm, như bị tùng xẻo chảm nát. Cái miệng chanh chua của ả ta đã nói không ra lời, bởi vì không còn miệng nữa. Còn nguyên thần cũng bị đánh cho tan thành mây khói dưới một quyền của quân tiêu giao. Toàn trường tĩnh mịch, không màng mọi người phê bình, quân tiêu giao lại giết một hậu duệ của thủ quan giả. Đây đã không phải vô pháp vô thiên, căn bản là không kiêng kỳ cái gì. Thế nhân chê khen thế nào có liên quan gì đến ta? Ta muốn giết thì ai dám cản, tiếng nói của quân tiêu giao rất mạnh mẽ, làm chấn động bát phương. Sắc mặt rất nhiều thiên kiêu đều lạnh run trắng bệch, lần đầu tiên đích thân cảm nhận được sự cường thế của quân tiêu giao. Đó là một loại bá đạo cao siêu bao trùm trên cả chúng sinh cửu thiên. Hắn hoàn toàn không để bụng, cũng khinh thường ánh mắt và lời phê bình của thế nhân. Trong nhất thời, tất cả âm thanh như bị rút ra, im lặng đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Quân tiêu dao phất tay áo một cái, ánh mắt lạnh lẽo nghiệt thị, nhìn về phía Thái Tông run rẩy như sơn dương kia. Một đám nhị thế tổ hốn chướng chỉ biết hỉ vào thanh danh của tiền bối, cáo mượn oai hùng, chết không đáng tiếc. Bàn về anh hùng, những tiền bối thủ quan giả đó thật sự là anh hùng đáng để kính trọng. Nhưng đừng quên, phụ thân của quân tiêu dao quân vô hối không phải là anh hùng sao nếu vậy quân tiêu dao cũng là hậu đại anh hùng cũng vì thế quân tiêu dao mới càng chán ghét cách làm của đám người thái tung giết bọn hắn quân tiêu dao sẽ không có chút gánh nặng nào ngươi 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 nhìn bàng phi cùng hồng thiến mất mạng trong nháy mắt sắc mặt thái tung tái nhợt giọng nói run rẩy nói cũng nói không rõ sợ hãi chiếm lấy đại não của hắn hắn ta biết quân tiêu dao rất cường thế luôn không kiêng kỵ cái gì nhưng cũng không nghĩ tới có thể cường thế đến mức này. Hắn không chút do dự mà giết hậu duệ của thủ quan giả ở Nguyên Thủy Đế Thành. Loại người này mới là khủng bố nhất, bởi vì hắn không kiêng rè điều gì, chỉ hành sự theo bản tâm của mình. Nếu là thiên kiêu tầm thường làm như vậy, sợ là sớm chết không biết bao nhiêu lần rồi. Nhưng quân tiêu giao thì khác, hắn có bản lĩnh này. Một gia tộc vô địch chống lưng sau lưng hắn, bản nhân hắn cũng là tồn tại vô địch quét ngang thế hệ trẻ tiên vực. Người như vậy mà bắt đầu không kiêng kỵ gì thì trời cũng phải sụp. Bản thần tử đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi lại không quý trọng, hiện tại, trễ. Chương 1078 mặc kệ sau lưng ngươi là ai. Chương 1078 mặc kệ sau lưng ngươi là ai. Quân Tiêu Dao khẽ lắc đầu, ánh mắt lạnh nhạt không mang theo chút tình cảm nào. Hắn tùy ý điểm ra một ngón tay, lôi đế chỉ ầm ầm xuyên thủng hư không, nghiền áp về hướng Thái Tung. "Không, đại nhân cứu ta, thái tung đã sợ tới mức đái trong quần cảm giác kề bên tử vong này làm hắn ta như rơi vào động băng đúng lúc này một tinh quang hùng mạnh rơi xuống từ trong hư không ẩm ẩm va chạm với lôi đế chỉ một bóng dáng khoác áo choàng màu bạc mặt đeo mặt nạ màu trắng hiện lên trong hư không một luồng dao động đại thánh cảnh đang tràn ra hừm quân tiêu dao khẽ nhướng lông mày lên mọi người xung quanh cũng kinh ngạc không nghĩ tới có người dám ngăn cản quân tiêu dao vào lúc này quân tiêu dao ở Nguyên Thủy Đế thành còn dám tùy ý làm bậy như thế, không có quy tắc, có phải quá đáng rồi không? Người hiện thân tất nhiên là tinh thánh hộ, cũng là tùy tùng của vị đại nhân thần bí mà đám người Thái Tung nhắc đến. Quân Tiêu giao thấy thế thì hơi suy tư, cũng biết đại khái một vài điều. Trước đó hắn cũng cảm thấy kỳ quái, hậu duệ của thủ quan giả ăn chơi trác táng đến mức nào thì cũng không đến mức làm ra chuyện nhìn thấy thái âm thánh thể thì cướp đi. Hẳn sau lưng vẫn còn ẩn tình, quả nhiên, thì ra đám người Thái Tung chỉ là chó săn mà thôi. Bọn Thái Tung mang Ngọc Thiền quyên đi là vì chủ của ta, ta khuyên ngươi, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, từ bỏ đi. Tinh Thánh Hộ lạnh nhạt nói, nghe thấy lời này, rất nhiều thiên kiêu chung quanh đều ngạc nhiên. Bọn họ có thể cảm giác được khí thức tu vi của Tinh Thánh Hộ cũng không kém thiên kiêu cấm kỵ vô thượng bao nhiêu. Kết quả hắn ta chỉ là tùy Tùng, chủ nhân sau lưng hắn ta lại là tồn tại khủng bố đến cỡ nào. Chẳng lẽ là trùng tử sắp xuất thế, vẻ mặt Phú Hóa Vương cũng hơi nghiêm túc lên. Ca, ca ý của ngươi là, sau lưng bọn họ là nhân vật cấp trùng tử. Vũ Vân Thường cũng biết được một ít chuyện, không sai, nếu là như vậy thì có nghĩa là có lẽ trùng tử chôn giấu trong cổ sử đã ngo ngoe dục dịch, sắp phá mầm nở hoa rồi. Đến lúc đó, cách cục của thế hệ trẻ tiên vực sẽ thay đổi, tẩy bài lại lần nữa, có lẽ quân huynh còn muốn làm đệ nhất nhân của thế hệ trẻ cũng sẽ rất khó khăn. Vũ Hóa Vương khe khẽ thở dài và nói, người có thể được coi là trùng tử, không ai không phải là thiên kiêu cao cấp nhất trong các kỷ nguyên. Đương nhiên, người có cấp bậc như quân tiêu giao và nghịch quân thất hoàng, cả những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng bọn họ, theo lý thuyết, cũng có tư cách làm nhân vật cấp trùng tử thời đại này. Chỉ là thời gian bọn họ trưởng thành còn ngắn hơn một số, trùng tử, kia quá nhiều quá nhiều, cho nên hơi bất lợi. Lời tinh thái ngộ nói khiến mọi người ở đây liên tưởng đến rất nhiều. Sợ là sau lưng hắn ta có một nhân vật bất phàm cực độ đang đứng. Vẻ mặt quân tiêu giao không có biến hóa gì, lạnh nhạt nói, bản thần tử không muốn nói chuyện với chó săn, bỏ người sau lưng người cút ra đây. Quân tiêu giao, ngươi, trong mắt tinh thánh hộ bắn ra ánh sắc lạnh, hẳn quân tiêu giao cũng đoán được, sau lưng hắn ta chính là nhân vật cấp trùng tử, hơn nữa là cấm kỵ tuyệt đối trong các trùng tử. Nhưng dù vậy, quân tiêu giao vẫn không cho chút mặt mũi nào. Chủ nhân nhà ta còn chưa xuất thế, chỉ chờ hắn xuất thế, ngươi sẽ. Tinh thánh hộ lạnh lùng mở miệng, nhưng không đợi hắn ta nói hết lời, quân tiêu giao đã nhăn mày lại, lập tức giáng thẳng một trường xuống. Ôn ao, âm âm âm, khí huyết kim sắc như thác trời mãnh liệt thổi quét bát phương. Bàn tay khổng lồ pháp tác đan chéo giáng xuống tinh thánh hộ, như trời cao kim sắc nghiền áp xuống. Lấy thực lực đại thánh cảnh đại viên mãn hiện tại của quân tiêu giao, nghiền áp nhân vật như tinh thánh hộ chỉ như giết chó. Quân tiêu giao, người thật sự dám động thủ, chủ nhân nhà ta. Phụt, mặc dù tinh thánh hộ gầm lên, bùng nổ toàn bộ thực lực, thậm chí còn có dị tượng ngân hà tràn ngập, nhưng hắn ta vẫn biến thành cho bụi dưới một trường này. Thân thể sụp đổ, nguyên thần tiêu tán, hình thần đều bị diệt. Mặc kệ sau lưng ngươi là ai, hắn dám xuất thế thì ta khiến hắn qua đời. Quân tiêu giao phải nhẹ tay áo, không để bụng chút nào. Người ở đây đều trợn tròn mắt, một cường giả có thực lực gần bằng thiên kiêu cấm kỵ vô thượng lại bị quân tiêu giao tát một cái chụp chết. Đều là đại thánh cảnh, sao tranh lệch có thể lớn như vậy? Thậm chí cho dù thánh chủ cảnh đối phó đại thánh cảnh, còn phải tung ra ba bốn chiêu kia mà. Không phải đại đế chuyển thế, lại còn hơn đại đế chuyển thế. Đế Phật tử chuyển thế lộ ra ánh mắt thâm thúy, hắn mạnh đến mức này sao? Trong xương đen cuồn cuộn, ánh mắt Diêm Ma Thiên Tử cũng rất nặng nề. Không hổ là ngươi, Diệp Cô Thần cũng có chút cảm khái. Có thể nói, tuy rằng cảnh giới của quân tiêu giao là đại thánh đại viên mãn, nhưng thực lực của hắn lại hơn xa cường giả đại thánh cảnh. Thậm chí có thể nói như vậy, quân tiêu giao cũng không yếu hơn những trùng tử sắp xuất thế kia. Quân tiêu giao trực tiếp lấy độ tuổi hơn 20 mà đuổi theo những trùng tử cấm kỵ tuyệt đỉnh được chôn giấu trong cổ sử kia. Thiên tư cùng thực lực này khiến người ta chấn động, ngươi, ngươi giết tinh thánh hộ đại nhân, thái tung sợ tới mức mất hồn mất phía, ánh mắt quân tiêu giao thật lạnh lẽo, chỉ lạnh nhạt nói thân là hậu đại của anh hùng thủ quan giả, lại cam tâm làm chó săn của người khác, khom lưng uốn gối, luồng cúi nịnh bợ, bản thần tử cũng mất mặt thay tổ tiên ngươi, Ngươi, ngươi dám bôi nhọ nhất mạch thủ quan giả chúng ta, mặt thái tung đỏ lên, quân tiêu giao nhục nhã hắn ta trước mặt mọi người như vậy, thật sự là cực kỳ sỉ nhục. Cần gì vô nghĩa, nếu không ngươi cùng ta đi vào thế giới thần khư, chúng ta so xem ai giết được nhiều sinh linh dị vực hơn. Quân tiêu giao cười lạnh và nói, thái tung lập tức ngậm miệng, lấy thực lực rác rưởi của hắn ta, đến thế giới thần khư không phải là đưa đồ ăn cho các thiên kiêu dị vực sao. Chết cũng không biết chết như thế nào chương 1079 đối kháng với chuẩn trí tôn. chương 1079 đối kháng với chuẩn trí tôn. Nhìn thấy biểu hiện của Thái Tung, rất nhiều tu sĩ im lặng không biết nói gì. Đường đường là hậu nhân anh hùng mà lại hèn nhát như chuột. Không dám sao, vậy để bản thân tử thay gia tộc thủ quan giả thanh lý môn hộ đi. Lời nói vừa dứt quân tiêu giao giơ tay, chấn sát về hướng Thái Tung. Sắc mặt Thái Tung lập tức trắng bệch, đúng quần đột nhiên ướt đẫm hắn ta thật sự bị dọa tè ra quần, nhìn thấy cảnh này, thiên kiêu chung quanh đều nhìn không được. Thật sự không còn từ gì ngoài vô dụng để hình dung hậu nhân này của thủ quan giả. Đủ rồi, dừng tay, một tiếng quát lạnh vang lên, đồng thời có một luồng khí tức còn cường đại hơn thông thánh cửu dai chấn động lan tràn. Chuẩn trí tôn cảnh, tộc thúc cứu ta, thái tung như bắt được sợi dơm cứu mạng, lập tức lớn tiếng hét lên. Nơi xa, pháp lực chấn động, một nam tử trung niên áo gấm đạp lên hư không mà đến ông ta là một trong những chủ sự của thái gia tên là thái cơ tu vi chuẩn trí tôn cảnh những nhân vật đại lão chân chính của thái gia đều ở sâu trong đế thành hoặc là tọa trấn biên quan căn bản không có thời gian nán lại gia tộc nhìn thấy cảnh tượng máu chảy đầm đìa trước mắt và dáng vẻ không ra gì của thái tung vẻ mặt thái cơ thật lạnh lùng quân tiêu giao nơi này là nguyên thủy đế thành không phải hoang thiên tiên vực ở hoang thiên tiên vực quân gia ngươi có thể một tay che trời nhưng ở chỗ này nên giữ quy tắc thì tốt hơn Thái cơ lạnh nhạt nói, tuy rằng quân tiêu giao giết hậu duệ nhất mạch thủ quan giả, nhưng ông ta cũng không tiện làm khó dễ quá mức. Nguyên nhân chỉ có một, đó chính là quân vô hối. Dù sao quân vô hối cũng cũng có danh vọng rất lớn ở biên quan. Nhưng gần đây, quân vô hối mất tích cũng gây nên xón gió không nhỏ. Tộc thúc, quân tiêu giao kiệt tùy ý tàn sát người của nhất mạch thủ quan giả chúng ta, ngài phải làm chủ cho ta. Thái tung khóc kêu đi đến bên người thái cơ, đủ rồi, khóc lóc suốt mướt còn thể thống gì. Thái cơ quát, cả ông ta cũng cảm thấy trướng mắt, nhưng thái cơ cũng biết đến chuyện của Thái Tung, tinh thánh hộ và đại nhân thần bí sau lưng hắn ta, ông ta cũng mở một mắt nhắm một mắt. Dù sao lai lịch của vị đại nhân thần bí kia làm cả ông ta cũng phải kinh hãi. Có thể nói, nếu thật sự có thể ôm được đùi vị đại nhân kia thì thái gia bọn họ thật sự có khả năng càng thêm hưng thịnh. Quân tiêu giao, người người cũng giết rồi, đều lui lại một bước đi, còn phía bảng gia hồng gia để ta tới ứng phó, thế nào? Thái cơ nói, giao người ra đây, quân tiêu giao hờ hứng, không hề vì chuyện thái cơ là chuẩn trí tôn mà tôn trọng chút nào. Ngọc Thiên Quyên phải hiến cho vị đại nhân kia, không có khả năng giao ra. Thái Tung phản đối, Cương giả chuẩn trí tôn của thái cơ xuất hiện khiến Thái Tung khôi phục nỗi lòng, trở nên không sợ hãi. Quân tiêu giao mạnh đến mấy cũng chỉ có thể thể hiện ở thông thánh cửu giai. Cương giả trí tôn thất cảnh không phải tu sĩ thánh cảnh có thể chiêu chọc. Xem ra người thật sự rất muốn chết trong mắt quân tiêu giao phụt ra ánh sắc lạnh lại ra tay chấn sát về hướng thái tung quân tiêu giao người quá rồi thái cơ lạnh nhạt nói đại thánh cảnh thật sự rất mạnh nhưng trước mặt chuẩn trí tôn như ông ta thì có thể tạo nên sóng gió gì kia chứ thái cơ đánh ra một trường uy thế chuẩn trí tôn cuồn cuộn thổi quét khắp nơi quân tiêu giao dùng một tay chấn sát về hướng thái tung đồng thời sức mạnh của 260 thế giới tu di bùng nổ trong cơ thể khí huyết thánh thể minh mông dáng về hướng thái cơ cái gì, thần tử quân gia lại dám ra tay với thái cơ trí tôn? Tất cả thiên kiêu đều như thạch hóa, nếu không tận mắt nhìn thấy thì tuyệt đối sẽ không tin một đại thánh dám động thủ với chuẩn trí tôn. Châu chấu đá xe, thái cơ mới vừa nói xong thì lập tức cảm giác được một luồng áp lực khủng bố vô biên nghiền áp đến, như vô số thế giới mênh mông dáng thẳng vào ông ta. Sức mạnh của 260 thế giới tu di khủng bố tới cực điểm. Hư không cũng bị đè sụp, các loại khí hỗn độn, dòng chảy không gian đang tràn ra thậm chí khơi dậy phòng ngự của nguyên thủy đế thành, rất nhiều đạo văn phòng ngự cổ xưa xuất hiện. Oanh, va chạm khủng bố gây nên vạn luồng sóng gió pháp lực, quân Tiêu Dao và Thái Cơ đều bị đẩy lui. Nhưng trong lúc lui đi, quân Tiêu Dao điểm ra một ngón tay. Không, sự không sợ hãi trên mặt Thái Tung lập tức biến thành tuyệt vọng. Phụt, một ngón tay đã giết chết. Thái Tung, mất mạng. Quân Tiêu Dao, ngươi. Vẻ mặt Thái Cơ cứng đờ, hoàn toàn không thể tin được mọi người chung quanh đều mang nét mặt như ông ta, trừng lớn đôi mắt, há to miệng, thần hồn chấn động, ra đầu tê giải. Đó chính là chuẩn trí tôn, đại nhân vật bước vào trí tôn thất cảnh, thế mà lại đánh ngang tay với quân tiêu giao, điều này có nghĩa là gì? Cho dù là các thiên kiêu cấm kỵ vô thượng như đế Phật tử chuyển thế, diêm ma thiên tử, thấy cảnh này cũng khó có thể giữ được bình tĩnh. Bình tĩnh mà xem xét, nếu bọn họ tung ra một ít át chủ bài thì cũng có thể chống cự mấy chiêu của chuẩn trí tôn. Nhưng vấn đề là, quân tiêu giao vừa tùy tiện ra tay, mà không phải là tung ra đại thần thông át chủ bài chân chính. Tranh lệch trong đó rất lớn, người tên là Thái Cơ, thật là cùi bắp, quân tiêu giao lạnh nhạt nói. Thái Cơ này xem như khá yếu trong chuẩn trí tôn, phỏng chừng cũng không lên chiến trường dị vực bao nhiêu lần. Tiểu bối càn rỡ, trong lòng Thái Cơ tràn ngập lửa giận, ông ta là chuẩn trí tôn, hậu bối đại thánh cảnh quân tiêu giao này lại đánh chết Thái Tung ngay dưới mí mắt, còn đối một trưởng với ông ta. Nhưng làm Thái Cơ kinh hãi chính là, thần lực của quân tiêu giao quả thực cuồn cuộn như vũ trụ, có lẽ sức mạnh nhục thân của một ít cường giả trí tôn cũng không bằng quân tiêu giao, càng đừng nói là chuẩn trí tôn như ông ta. Hôm nay, ta sẽ thay thế quân vô hối dậy dỗ ngươi. Thái cơ lạnh giọng mà nói, tất nhiên ông ta không có khả năng giết quân tiêu giao, hậu quả đó quá khủng bố. Nhưng ra tay giáo huấn một chút vẫn được, ai ngờ, quân tiêu giao nghe thấy lời này thì vẻ mặt lập tức lạnh đi, quát lên, ngươi là cái thứ gì mà có tư cách thay phụ thân dạy dỗ ta chương 1080 kinh động lão cổ sâu trong đế thành. chương 1080 kinh động lão cổ sâu trong đế thành. Quân vô hối là người mà một chuẩn trí tôn thái ra nho nhỏ như ông ta có thể so sánh sao. Oanh, hai người lại giao thủ một chiêu, làm mọi người mở rộng tầm mắt chính là, cho dù thái cơ nghiêm túc động thủ thì vẫn không thể áp chế quân tiêu giao. Thật là cùi bắp quá, Vũ Vân thường cười, mà cùng lúc đó, ở nơi sâu nhất trong nguyên thủy đế thành, trong từng đoạn không gian đứt gãy nào đó, một ít lão cổ bối phận rất lớn đang ngồi xếp bằng tu luyện tại đây. Bỗng nhiên, những lão cổ đó sôi nổi mở mắt ra, thức tỉnh từ tu luyện. Sao lại thế này, trận văn phòng ngự của đế thành bị kích hoạt rồi. Có khí tức cấp bậc chí tôn đang đánh nhau, chẳng lẽ có trí tôn dị vực ẩn núp lẻn vào đế thành. Hả, khí tức kia, là người của Thái Gia, có lão cổ nói, trong đám người, một lão giả thanh y thay đổi sắc mặt. Lão là một lão tổ của Thái Gia, tên là Thái Sùng. Là tiểu tử Thái Cơ kia, không đúng đối thủ của hắn khí tức kia như cảm ứng được cái gì vẻ mặt của thái sùng chuyển từ nghi hoặc thành đại biến đáng chết không phải trêu chọc nhà kia đó chứ thái sùng vội vàng đứng dậy ở biên quan này có không ít gì lão thủ quan đến vì nhà kia thái sùng đạo hiếu làm sao vậy một lão giả áo lam và một bà lão hồng y đi lên hỏi bọn họ là một trong những lão tổ của bàng gia cùng hồng gia ba nhà xem như có quan hệ tương đối thân cận đã xảy ra chuyện Thái Sùng không quay đầu lại mà rời khỏi không gian này. Lão tổ hai tổ còn lại cũng nhìn nhau, đều hồ nghi, sau đó đi theo. Cũng cùng lúc đó, trong một không gian khác, có một tòa tháp cao. Một lão giả mặc áo đai ngồi xếp bằng trên tháp, quanh thân quấn quanh hỗn độn chi khí, không ngừng phun ra nuốt vào, không gian cũng nhộn nhạo lên vô số sóng gợn. Đây rõ ràng là một cường giả khủng bố trí tôn đệ thất cảnh, cấp bậc hỗn độn đạo tôn. Nhưng khiến người ta chú ý nhất là trên trán lão giả có bốn vết cao khủng bố đó là vết thương mang tính vinh cửu để lại khi lão đánh nhau với cường giả đỉnh cấp nhất mạch nhiệt long dị vực. Bởi vì trên trán có bốn vết sẹo, cho nên người ở nguyên thủy đế thành và biên quan đều gọi lão là ba tứ gia. Ba tứ gia là một di lão biên quan có bối phận địa vị cực cao, vô số thế hệ tổ tiên của lão đều chết trên chiến trường dị vực, vô cùng bi tráng, cuối cùng chỉ còn lại một mình lão. Sự hy sinh này làm ba tứ gia có uy vọng cực cao ở nguyên thủy đế thành và biên quan, gần như là nhân vật cấp nguyên lão của nhất mạch thủ quan giả cho dù một ít lão tổ của gia tộc thủ quan giả nhìn thấy lão cũng phải cung cung kính kính mà chắp tay giờ phút này ba tứ gia vốn đang nhắm mắt đả tỏa bỗng bừng hai mắt trong mắt có một tia kinh sắc khí tức kia là huyết mạch của ân nhân ba tứ gia đứng dậy khí hỗn độn quanh thân quay cuồng mãnh liệt như nước nhưng lão như cảm giác được cái gì trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ xưa nay chưa từng có đáng chết ân nhân chấn thủ biên quan nhiều năm uy danh chấn động dị vực mà huyết mạch của ngài lại bị chấn áp ở đế thành ai làm lão tử lột ra hắn ra ba tứ gia gầm lên cảm giác này giống như tướng quân thiết huyết canh giữ biên quan vì nước sông pha khói lửa kết quả con nối dõi của ngài lại bị ức hiếp sao có thể không khiến người ta tức giận ba tứ gia trực tiếp xé rách hư không mơ hồ mang theo phẫn nộ ngập trời mà lao đi khu vực bên ngoài nguyên thủy đế thành có tiếng hư không rách nát nổ vang có gợn sóng pháp lực đang cuộn trào chẳng qua cuộc giao thủ này khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên chuẩn trí tôn đối đầu với đại thánh theo lý mà nói, đáng lẽ hoàn toàn là nghiền áp không có gì bất giờ. Nhưng tình huống hiện tại lại là, chủ sự thái gia là thái cơ đã giao thủ với quân tiêu giao mười mấy chiêu, lại chậm chạp không chấn áp được. Đương nhiên, thái cơ cũng không có vận dụng thần thông át chủ bài gì. Nếu đối phó với một đại thánh mà còn vận dụng át chủ bài thì thật sự là vứt hết mặt mũi đi. Thái cơ đừng nghĩ lăn lộn ở nguyên thủy đế thành nữa. Cho dù chỉ là một ngón tay của chuẩn trí tôn, cũng đủ để làm bị thương nặng cường giả cấp thánh chủ, chính lại không làm gì được thần tử quân gia. Hơn nữa đừng nói bị thương, thậm chí thần tử quân gia còn không có chút cảm giác gắng ngượng nào cả. Đối mặt với chiêu thức của thái cơ, quân tiêu giao ứng phó rất thong dong Lấy tu vi hiện tại của hắn, đối phó với dạng chuẩn trí tôn yếu kém như thái cơ thì thật sự không cần kiêng kỵ cái gì. Đúng lúc này, hư không chấn động, bóng dáng ba lão nhân tràn ngập uy áp trí tôn hiện lên. Dừng tay, lão giả mặc áo xanh cầm đầu quát trói tai một tiếng đó là lão tổ thái sùng của thái gia mặt khác lão tổ bàng gia và bà lão hồng gia cũng đi theo tới lão lão tổ thái cơ thấy thế thì vẻ mặt vừa xấu hổ lại luống cuống xấu hổ chính là ông ta và thái tung thật sự làm thái gia mất hết mặt mũi luống cuống chính là tuy rằng ông ta biết rõ những chuyện mà thái tung làm nhưng cũng chỉ mở một mắt nhắm một mắt càng không báo lại cho lão tổ bởi vì theo ông ta thấy chuyện ôm đùi này cũng có lợi cho thái gia nói thật ông ta thật sự chán ghét chấn thủ biên quan. Vì sao những đó gia tộc thủ quan giả bọn họ không thể giống như các thế lực bất hủ kia, được an nhàn mà phát triển trong tiên vực. Cũng vì sự bất mãn và tư tâm này, thái cơ mới bao che thái tung làm những chuyện đó. Đây là đánh xong nhỏ rồi tới giả sao, quân tiêu giao tạm thời thu tay lại, lạnh lùng cười. Người thật sự là, con của hắn, trong lòng lão tổ thái sùng thầm cả kinh, lão thầm mắng người trong nhà, sao lại dám trêu chọc phiền phức lớn như vậy kia chứ gia phụ chính là quân vô hối, ta cũng muốn xem các ngươi xử lý việc hôm nay như thế nào. Quân Tiêu giao khoanh tay đứng trên không trung, bạch y tung bay. Lão tổ thái sùng càng xem càng kinh hãi, khí chất hình tượng của Quân Tiêu giao này quả thực như khác từ một khuôn ra với vị Bạch Y thần vương kia. Không, hình như còn càng xuất chúng hơn, nói không chừng tương lai hắn cũng là một đại nhân vật tuyệt thế vượt qua cả Bạch Y thần vương. Chương 1081 Thái cơ thê thảm chương 1081, thái cơ thê thảm. Tên chết tiệt, rốt cuộc là như thế nào? Lão tổ thái sùng tức giận đến gan đau. Sắc mặt của lão tổ bàng gia và bà lão hồng gia đứng bên cạnh cũng rất khó coi. Bởi vì bọn họ cũng chú ý tới, bàng phi và hồng thiến ngã xuống tại đây. Nhưng còn không đợi thái cơ giải thích thì hư không bỗng vỡ ra, khí hỗn độn tràn ngập, một lão giả áo đai mang theo lửa giận như biến thành thực chất vượt qua hư không mà đến. Mụ nội nó, là thằng rùa đen nào dám ức hiếp hậu đại của ân nhân uy áp hỗn độn khủng bố đè ép toàn trường một vài thiên kiêu đã trực tiếp bị đè ép nằm sắp xuống hỗn độn đạo tôn mọi người chấn động ai có thể nghĩ đến một trận tranh phong của thế hệ trẻ cuối cùng không chỉ đưa tới nhân vật cấp lão tổ hiện tại cả hỗn độn đạo tôn cũng hiện thân là ba tứ gia nhìn thấy lão giả áo đai hiện thân sắc mặt đám người lão tổ thái sùng đều biến đổi địa vị của ba tứ gia là không thể nghi ngờ trong nhất mạch thủ quan giả mà người ba tứ gia kính trọng nhất chính là quân vô hối. Quân vô hối còn từng cứu mạng lão trên chiến trường dị vực. Chính là ngươi, ba tứ gia liếc một cái đã nhắm vào thái cơ. Không, không, ba tứ gia, ta. Đối mặt với ba tứ gia cấp bậc hỗn độn đạo tôn, thái cơ thật sự biến thành chim cút mà run lên bần bật. Oanh, không nói hai lời, ba tứ gia trực tiếp ra tay, hung ác mà đánh thái cơ một tận. Phốc, 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 thái cơ trước đó còn bày ra phong phạm cường giả, giờ phút này như túi vải bố nát bấy, bị ba tứ ra xoay vòng vòng trong tay. Oanh, 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 mặt đất của nguyên thủy đế thành vô cùng kiên cố, có khắc rất nhiều phù văn phòng ngự cổ xưa, nhưng hiện tại, ba tứ ra vung thái cơ lên rồi đập xuống mặt đất, từng cái khe hình mạng nhện đang lan tràn. Chuẩn trí tôn và hỗn độn đạo tôn quả thực không phải cùng một cấp bậc. Ba tứ ra hung hăng đánh đập thái cơ mà giống như đang chơi đùa. Ba tứ ra, chậm đã, tha cho ta đi, có chuyện gì từ từ nói. Thái cơ căn bản không dám phản kháng, cũng không có năng lực phản kháng, vừa hộc máu vừa kêu thảm thiết. Nhìn thái cơ thê thảm đến cực điểm, khóe mắt thiên kiêu ở đây đều giật giật. Tiếng kêu đó quá thảm, ba tứ ra, xin ngài bớt giận trước, xin nói rõ chuyện này rồi quyết định. Thái sùng chắp tay và nói, tuy rằng lão là nhân vật cấp lão tổ, nhưng vẫn kém hơn nhân vật nguyên lão như ba tứ gia một bậc. Dù sao bọn họ chỉ là lão tổ của một nhà, mà ba tứ gia có được uy vọng cực cao trong toàn bộ nhất mạch thủ quan giả. Hừ, ba tứ gia nện mạnh thái cơ xuống mặt đất, rác, tiếng nứt xương liên tục vang lên. Đường đường là một vị chuẩn trí tôn mà giờ phút này mặt mũi đã bầm dập, máu loãng giàn ruộng, xương cốt trên người đứt gãy không biết bao nhiêu khúc, hàm răng cũng văng ra, quả thực nhìn không khác gì khất cái trong thế tục. Ba tứ gia lạnh lùng nhìn thái cơ một cái, lúc này mới xoay người nhìn về phía quân tiêu dao Gương mặt già mang theo lửa giận lập tức dịu đi, thậm chí tràn ra ý cười. Giống, quả thật là giống. Ba tứ gia cười ha hả và nói: "Đa tạ vì tiền bối này ra tay, không biết ngài là?" Quân Tiêu giao hơi chắp tay, trong mắt lộ ra nghi hoặc. Hắn nhìn ra được sự hòa ái và hiền lành của lão giả này đối với hắn, nhưng hắn cũng không biết rõ tình huống ở biên quan, càng không biết thân phận của lão giả. Nhưng có thể khẳng định, lão giả trước mặt không phải người của quân gia. "Ha ha, ngươi là Tiêu giao đúng không? Quả thật như một khuôn đúc ra với ân nhân." Ba tứ gia cười cười, "Ân nhân" Quân tiêu giao bắt được trọng điểm trong câu nói này. Bên kia, Vũ Hóa Vương lập tức mở miệng giải thích một chút. Thì ra là thế, phụ thân đã từng cứu tiền bối. Quân tiêu giao khẽ gật đầu, xem như đã rõ. Đúng vậy, đến bây giờ Lão Phu vẫn còn nhớ rõ, khi đó ở chiến trường dị vực, Lão Phu đang tuần tra, lại bị một vài Lão âm hiểm dị vực gài bẫy đánh lén. Bốn vết sẹo trên đầu Lão Phu là do đạo tôn nhất mạch nhiệt long dị vực để lại. Lúc ấy vài tên hỗn độn đạo tôn dị vực cùng nhau vây giết ta kết quả ân nhân xuất hiện đến bây giờ lão phu vẫn quên không được phong tư khi đó của ân nhân bạch y phiêu phiêu vô cùng đơn giản phất một tay qua giống như phủi đi cho bụi diệt sát những hỗn độn đạo tôn kia ba tứ gia nói đây thì trên gương mặt già nua không khỏi lộ ra một tia sùng kính có thể làm nhân vật nguyên lão như ba tứ gia tôn sùng có thể thấy được phong tư khí độ và nhân cách mị lực của quân vô hối như thế nào nghe đến đó rất nhiều thiên kiêu chung quanh đều siết chặt nắm tay cảm xúc mênh mông Bạch y thần vương quân vô hối, đây mới là anh hùng lý tưởng hoàn mỹ nhất trong lòng bọn họ. Tùy tiện phẩy tay một cái, hỗn độn đạo tôn ngã xuống, khủng bố đến cỡ nào. Ánh mắt quân tiêu dao cũng chợt lóe, nói thật, hắn hoàn toàn không rõ phụ thân mình đang ở cảnh giới nào, nhưng xem ra ít nhất cũng là cấp chuẩn đế. Hơn nữa quân vô hối từng có chiến tích khủng bố dùng tu vi thánh cảnh ngược sát chuẩn trí tôn. Thực lực chân chính của ông ta như thế nào thì chỉ sợ không ai có thể đoán được. Nói như vậy, ta cũng coi như cường nhị đại. Quân tiêu giao nghĩ thầm, rốt cuộc tình huống nơi này là như thế nào, tốt nhất các ngươi giải thích cho rõ. Ba tứ gia lại nhìn về phía người của tam đại gia tộc thủ quan giả, sắc mặt không tốt. Nếu không phải vì thân phận đặc thù của thủ quan giả, chỉ sợ lão sớm đã không nhịn được mà tát một cái chụp chết thái cơ. Thái cơ, rốt cuộc là như thế nào, mau nói ra cho ba tứ gia nghe. Thái sùng quát lạnh, những lão tổ bọn họ đều bế quan sâu trong đế thành, luôn phải quan sát tình huống ở biên quan, cũng không rõ tình hình trong gia tộc. Chuyện này, chuyện này, cổ họng thái cơ nghẹn lại, nói không ra lời. Xem ra, người muốn bị nhốt vào địa lao rồi. Ba tứ ra lạnh giọng mà nói. Thái cơ nghe vậy thì thân thể run lên kịch liệt. Địa lao là nơi nào? Đó là trốn giam giữ trọng phạm dị vực, bị nhốt vào đó thì sống không bằng chết. Ta nói, ta nói, thái cơ chỉ có thể cắn răng nói ra những chuyện mình biết. Sau khi nói xong, sắc mặt lão tổ thái sùng trở nên vô cùng âm trầm chương 1082 gặp lại Ngọc Thiền Quyên. chương 1082 gặp lại Ngọc Thiền Quyên. Sỉ nhục, tuyệt đối là sỉ nhục, thân là gia tộc anh hùng, hậu đại của thủ quan giả, đám con nối dõi này lại muốn quỷ liếm ôm đùi người khác, sau đó rút lui khỏi biên quan. Đây không chỉ làm bẩn thanh danh của tổ tiên, quả thực là phản bội lòng tin của nhất mạch thủ quan giả. Lòng tin của nhất mạch thủ quan giả chính là rơi đầu, đổ máu vì tiên vực, vĩnh viễn chấn giữ biên quan. Hồ đồ, Lão Tổ Thái sùng thở dài, có lẽ là vì tiên vực hòa bình lâu quá, lâu quá không xảy ra chiến tranh, làm thế hệ trẻ tuổi đều quên mất sốt cuộc một mảnh danh giới hài hòa là do ai đánh hạ. Không có Tổ tiên đổ máu thì làm sao có bóng mát cho hậu nhân. Vẻ mặt ba tứ ra cũng lạnh như băng, vững vàng nói, xem ra các ngươi chỉ nguyện hưởng thụ quang vinh của Tổ tiên, mà không muốn đổ máu hy sinh giống như Tổ tiên. Không, không phải, ta, sắc mặt Thái cơ đỏ lên. Đường đường là chuẩn trí tôn lại bị nói đến đạo tâm bất ổn, Ai, lần này là mấy nhà chúng ta sai, tiêu giao tiểu hiếu, xin lỗi. Đám người lão tổ thái sùng hơi chắp tay trước quân tiêu giao. Về tình về lý, bọn họ đều sai rồi. Nhìn thái độ của ba lão tổ, vẻ mặt quân tiêu giao hơi dịu lại. Tuy rằng trong đám người trẻ tuổi của những nhà này xuất hiện một vài tên bại hoại ăn chơi chắc táng, nhưng những lão nhân đó vẫn còn niềm tin, bằng không cũng không luôn tỏa trấn biên quan. Quân tiêu giao cũng thản nhiên chắp tay và nói, chư vị tiền bối không cần làm như thế, nếu tội đồ đã chết, giao người của ta ra đây thì xem như xong. Quân tiêu giao cũng không phải dạng người thích dây dưa không dứt. Đó là đương nhiên, các người còn không mau dẫn người lại đây. Thái sùng vội vàng gật đầu, thái gia cũng phái người đi, muốn dẫn Ngọc Thiền Quyên và thái âm Ngọc Thố đến đây. Mọi chuyện không thể bỏ qua như vậy, thưởng phạt phải rõ ràng. Lần sau nếu chiến trường dị vực lại xuất hiện chiến sự, ba nhà các ngươi phải xông lên phía trước cho ta. Ba tứ gia trầm giọng mà nói, thưa vâng, Đám người lão tổ thái sùng không có phản đối, thái cơ há miệng thở dốc muốn nói cái gì, nhưng vẫn nuốt ngược xuống. Ở nơi tàn khốc như chiến trường dị vực, dù mạnh như trí tôn cũng rất lớn khả năng ngã xuống. Nhưng ông ta cũng không dám phản bác cái gì, chỉ có thể cam chịu. Tiêu giao tiểu hiếu, xin lỗi, người mới tới đế thành mà đã gặp phải chuyện không thoải mái như vậy. Ba tứ ra hơi xấu hổ, dù sao nơi này cũng xem như địa bàn của lão, kết quả còn để con trai của ân nhân chịu đái ngộ như vậy trên mặt lão không còn chút vẻ vang nào. Tiền bối nói như vậy làm gì, vãn bối còn phải cảm tạ tiền bối ra tay tương trợ. Quân tiêu giao mỉm cười, khiêm nhường như quân tử. Nhìn quân tiêu giao, trong mắt ba tứ gia lộ ra chút vừa lòng. Hổ phụ không có khuyền tử, khi nên ra tay thì lôi đình quả quyết, không chút do dự. Nhưng lúc nên khiêm tốn cũng ôn nhuận như quân tử. Tâm tính, thiên phú và thực lực này quá xứng với tồn tại yêu nghiệt vạn cổ không có lấy một là quân tiêu giao. Đúng rồi, để nhận lỗi, tiêu giao tiểu hữu có thể đi đến công huân điện miễn phí chọn lựa một thứ. Ba tứ ra cười ha hả và nói, nghe thấy ba chữ công huân điện, một ít tu sĩ trong nguyên thủy đế thành đứng xung quanh lập tức đỏ cả mắt, lộ ra ánh mắt hưng phấn khát vọng. Đó là nơi mà tất cả tu sĩ biên quan đều tha thiết ước mơ tưởng được bước vào. Hình như thấy được nghi hoặc trong mắt quân tiêu giao, ba tứ ra giải thích. Tuy rằng dị vực đã yên lặng rất lâu, không phát động tiến công đại quy mô, nhưng thỉnh thoảng mâu thuẫn và chiến tranh trong phạm vi nhỏ vẫn xảy ra công huân điện được thành lập rất lâu trước kia bên trong có rất nhiều thần thông công pháp truyền thừa của thế lực bất hủ đại giáo cổ xưa hoàng triều vô thượng hoang cổ thế gia còn có các loại bảo bối chân kinh dị vực cổ binh khí có được từ chiến trường dị vực hoặc là thế giới thần khư nhưng tất cả chỉ có thể đổi bằng điểm công huân mà điểm công huân cần lấy được thông qua đánh chết sinh linh dị vực quân tiêu giao gật gật đầu xem như đã rõ cho nên để bồi thường tiểu hữu có thể miễn phí chọn lựa một thứ Ba tứ gia nói, đa tạ tiền bối, quân tiêu giao cũng không khách sáo, gật đầu đáp ứng. Cơ hội cho không, không lấy cũng uổng, chờ quân tiêu giao tạm thời dừng chân ở đế thành thì hắn sẽ đến công huân điện nhìn xem. Không bao lâu sau, nơi xa có người của Thái gia dẫn theo hai vị mỹ nhân một lớn một nhỏ đi đến. Công tử, Thái âm ngọc thố thấy quân tiêu giao thì hoa hoa kêu lớn, đôi mắt to lộng lẫy đỏ đậm như san hô nước mắt lưng tròng. Nàng rũi chân thỏ một cái, vào tới trước người quân tiêu giao, như yến non về tổ mà nhào vào trong ngực quân tiêu dao hu hu công tử cuối cùng cũng gặp lại người những ngày chia lìa với công tử cả cả rốt tiểu ngọc cũng ăn không ngon thái âm ngọc thố nói phải không vậy ta thật là tội ác tài trời quân tiêu dao cũng cười xoa xoa mái tóc màu bạc và tai thỏ xù xù của thái âm ngọc thố đúng vậy cho nên công tử phải bồi thường cho tiểu ngọc thái âm ngọc thố rất nghiêm trang mà nói bồi thường như thế nào mỗi ngày phải vuốt lông cho ta, còn nữa, Tiểu Ngọc còn muốn ăn rất nhiều củ cải, cà rốt, củ cải trắng, củ cải xanh. Thỏ con đếm trên đầu ngón tay, quân tiêu giao mỉm cười, hắn cũng rất thích manh sủng này. Công tử, lại làm phiền ngài rồi, Ngọc Thiền Quyên tiến lên, đôi má ửng đỏ, có chút ngượng ngùng. Dù sao trước đó quân tiêu giao cũng cứu nàng ra từ trong tay kim ô thập thái tử, hiện giờ thế lại dựa vào quân tiêu giao lần nữa, nàng cũng cảm thấy có chút ngượng ngùng. Không sao, chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi, quân tiêu giao xua xua tay, đối với hắn mà nói, đây thật là chuyện nhỏ, nhưng có lẽ phiền phức không chỉ như vậy, nghe Thái Tung kia nói, hắn có chỗ dựa là một quý nhân thần bí. Ngọc Thiền Quyên có chút ái náy, nàng cũng không muốn chọc càng nhiều phiền phức cho quân tiêu giao. Kẻ địch của ta cũng không chỉ một hai tên, thêm một tên không nhiều, thiếu một tên cũng không ít. Quân tiêu giao cũng không để trong lòng, nợ nhiều không lo sợ, chỉ cần thực lực đủ mạnh, một kẻ địch và một trăm kẻ địch cũng không có khác biệt quá lớn. Nhìn trích tiên chi tư mây trôi nước chảy của quân tiêu giao, đôi mắt trong suốt của Ngọc Thiền Quyên hiện lên một tia khuynh mộ mê ly. Nam nhân tự tin thật sự quá hấp dẫn, chương 1083 nhiệm vụ gian khổ. Chương 1083 nhiệm vụ gian khổ. Thiền Quyên không có gì báo đáp, nguyện ý đi theo công tử, gia nhập quân đế đình, làm việc vì công tử. Ngọc Thiền Quyên khom lưng thật thấp trước quân tiêu giao một cái cong eo, đường cong liền hiện ra, trắng đến lóa mắt, to đến kinh người, độ cong hoàn mỹ, xem như quân tiêu giao đã rõ vì sao nhiều người thèm thân thể Ngọc Thiền Quyên như vậy. dáng người của thái âm thánh thể thật sự quá đỉnh, mọi chuyện xem như đã hạ màn, ba tứ ra nhìn về phía quân tiêu giao và nói, tiêu giao tiểu hiếu, người tạm thời đặt chân ở đế thành đi, phỏng chừng không bao lâu nữa thì mảnh đất thí luyện trung cực, thế giới thần khư sẽ mở ra. Đến lúc đó, ta sẽ dẫn các người đi vào, đồng thời các ngươi còn có một nhiệm vụ gian khổ. Nhiệm vụ gian khổ, quân tiêu giao nghi hoặc, không sai, thậm chí liên quan đến sự tồn vong của biên quan. Lời ba tứ ra nói làm vẻ mặt quân tiêu giao cũng trở nên ngưng trọng. Xem ra thí luyện trung cực lần này cũng không đơn giản, sẽ tàn khốc hơn những kỷ nguyên trước kia rất nhiều lần. Đương nhiên, chờ đám người đến đông đủ thì ta sẽ nói đến nhiệm vụ kia. Hiện tại, tiêu giao tiểu hữu tạm thời đặt chân ở đế thành trước, điều tức một đoạn thời gian, nghênh đón khiêu chiến kế tiếp. Ba tứ ra cười cười và nói, lão vẫn rất tin tưởng vào quân tiêu giao, có tu vi đại thánh viên mãn, thực lực còn vượt qua cảnh giới của bản thân hắn, có thể lấy tu vi đại thánh chống lại chuẩn trí tôn. Cả đời ba tứ ra cũng chưa nhìn thấy loại yêu nghiệt nghịch thiên này, đây là lần đầu tiên. Tuy rằng thế giới thần khư hung hiểm, nhưng đối với quân tiêu giao thì hẳn không phải vấn đề quá lớn. Chắc hẳn quân tiêu giao sẽ mang đến cho đám nhãi danh dị vực kia một kinh hỉ rất lớn. Sau khi mọi chuyện kết thúc, ba tứ ra tạm thời rời đi. Dù sao lão cũng là nguyên lão thủ quan, phải luôn luôn nhìn chằm chằm vào biên quan dị vực, cho nên không có quá nhiều thời giờ lãng phí vào việc vặt. Nhưng lão cũng gọi vài vị di lão biên quan tới, bảo bọn họ xử lý chuyện của quân tiêu giao cho tốt. Quân tiêu giao mở miệng dò hỏi chuyện về quân vô hối một phen. Ba tứ ra thở dài, cũng không biết tình huống như thế nào. Bởi vì quân vô hối không phải tỏa trấn ở nguyên thủy đế thành, mà là quanh năm trấn giữ ở chiến trường biên hoang. So sánh với biên quan, nơi đó càng thâm nhập, cũng càng nguy hiểm. Quân tiêu giao gật gật đầu, hắn tin quân vô hối sẽ không chết đi dễ dàng như vậy, cho dù chỉ là một trong những phân thân tam thanh. Sau đó, vài vị di lão biên quan dẫn quân tiêu giao, thái âm ngọc thố, ngọc thiền quyên tìm được một phủ đệ đặt chân linh khí giạt rào. Oa, đây là động phủ tiên ra sao? Thái âm ngọc thố nhìn mà ánh mắt sáng lấp lánh, giao thảo khắp nơi, kỳ hoa dị thạch, linh khí mịt mù như sương mù. Linh khí thiên địa ở nguyên thủy đế thành rất nồng hậu, so với cửu thiên tiên vực thì đã xem như bảo địa số một. Mà linh khí ở tòa phủ đệ này càng nồng hậu, quả thực như sắp hóa thành mưa bụi. Thật sự không tồi, quân tiêu giao thực vừa lòng, bọn họ tạm thời đặt chân ở phủ đệ này. Bên ngoài phủ đệ có rất nhiều thiên kiêu vây xem, nhưng không dám tới gần, sợ quấy rầy quân tiêu giao, chọc hắn không vui. Đám người diêm ma thiên tử, đế Phật tử chuyển thế mang theo vẻ mặt suy nghĩ sâu xa và ngưng trọng rời đi. Thực lực của quân tiêu giao đổi mới nhận thức của bọn họ, cũng làm họ cảm nhận được áp lực. Dù sao mảnh đất thí luyện trung cực này không chỉ phải đánh nhau với thiên kiêu dị vực, mà cũng là so đấu giữa các thiên kiêu tiên vực. Sau khi dàn xếp xong tất cả, quân tiêu giao cũng thả lỏng lại. Hắn không lựa chọn bế quan, bởi vì cách thời điểm mảnh đất thí luyện trung cực mở ra đã rất ngắn. Mỗi ngày thái âm ngọc thố ăn vạ trên người quân tiêu giao, khi thì hóa thành tiểu cô nương, chui vào trong lòng quân tiêu giao, khi thì biến ra bản thể con thỏ, để quân tiêu giao vuốt ve lông của mình điều này khiến ngọc thiền quyên thầm hâm mộ không thôi tuy rằng nàng ở cách vách với quân tiêu dao nhưng quân tiêu dao cũng không đi tìm nàng càng đừng nói là xảy ra chuyện gì chuyện này lại làm ngọc thiền quyên có chút mất mát nam tử tầm thường thèm thân thể nàng còn không kịp quân tiêu dao lại không có tính thú gì nhưng điều này lại càng làm ngọc thiền quyên khuynh mộ quân tiêu dao chưa qua bao nhiêu ngày một bóng hình xinh đẹp đi tới trước phủ để quân tiêu dao làm quân tiêu dao có chút bất ngờ nữ tử mặc một bộ lam váy dáng người cao gầy, hai chân thon dài, da thịt tuyết trắng trong trẻo như ngọc thạch. Mái tóc dài cũng màu lam, như được nước sóng gột rửa, sáng đến độ có thể soi bóng người. Quân Lam Tịch, quân tiêu giao rất kinh ngạc, nàng chính là quân Lam Tịch của ẩn mạch quân gia. Ở táng đế tinh, quân tiêu giao từng cứu mạng đám người quân Lam Tịch. Đương nhiên, cũng từng giết chết quân Nguyễn Minh, tiêu giao tộc huynh, quả nhiên người đã tới nguyên thủy đế thành, vừa mới đến đã gây ra phong ba không nhỏ rồi. Quân Lam Tịch cười nói người biết rõ ràng như vậy xem ra ẩn mạch cũng có người ở nguyên thủy đế thành quân tiêu giao nói quân lam tịch hơi gật đầu quân ân hoàng và quân khuynh nhan của ẩn mạch cũng ở đế thành à? quân tiêu giao đột nhiên hỏi quân lam tịch sửng sốt sau đó gật đầu ánh mắt quân tiêu giao trở nên thâm thúy nói thật đám người thập bát tổ gửi gắm hy vọng ẩn mạch trở về lên người quân tiêu giao nhưng hiện tại quân tiêu giao còn không nghĩ ra cách giải quyết chuyện này hai người bọn họ ở đế thành lại không đến bái kiến xem ra là có ý kiến với bản thân tử quân tiêu dao thản nhiên nói phỏng chừng là vì hắn giết quân huyễn minh không không phải như thế ẩn mạch chúng ta cũng không ôm địch ý với tiêu dao tộc huynh quân lam tịch vội vàng nói a à, không cần như thế ta cũng không để ý quân tiêu dao vẫy vẫy tay họ hàn huyên một lúc rồi quân lam tịch rời đi trong mắt quân tiêu dao lại hiện lên một tia sáng khó hiểu hắn đang đợi một cơ hội một cơ hội có thể làm ẩn mạch hoàn toàn trở về thật ra có thể nhìn ra từ quân Lam Tịch, thật ra ẩn mạch và chủ mạch quân gia cũng không có xung đột và thù hận sâu sắc gì, chỉ đơn thuần là bất đồng quan điểm mà thôi. Nói như vậy, chỉ cần có một cơ hội thì quân tiêu là có thể làm ẩn mạch trở về. Đến lúc đó, chủ mạch ẩn mạch hợp nhất, cho dù mạnh như tiên đình vô thượng, phỏng trừng cũng sẽ rất kiêng kỵ. Trường 1084 đi đến công huân điện. Trường 1084 đi đến công huân điện. Đúng rồi, nên đi đến công huân điện nhìn xem, quân tiêu dao cũng không quên mình còn một cơ hội miễn phí quân tiêu dao dẫn thái âm ngọc thố cùng ngọc thiền quyên ra cửa công huân điện rất dễ tìm ở trong khu vực trung tâm của nguyên thủy đế thành tuy rằng cách nhau khá xa nhưng có truyền thống trận thì có thể tới rất nhanh không bao lâu sau quân tiêu dao đã đi tới công huân điện phóng mắt nhìn lại thạch điện được xây bằng huyền vũ nham lũy to lớn mà trang nghiêm tràn ngập cảm giác cổ xưa hùng vĩ thỉnh thoảng có một ít di lão và tu sĩ biên quan ra vào tại đây ở cửa thạch điện, một thủ vệ nhìn thấy quân tiêu giao đến thì tiến lên chắp tay và nói, là thần tử quân gia đúng không, trước đó ba tứ gia đã phái người dặn dò, thần tử có thể miễn phí chọn lựa một bảo bối ở công huân điện. Đa tả, quân tiêu giao lạnh nhạt gật đầu, sau đó, mấy người bọn họ tiến vào, phóng mắt nhìn lại, toàn bộ công huân điện còn rộng lớn hơn nhìn từ bên ngoài, có không gian dao động càn quét. Rõ ràng nơi này là một không gian to lớn, các loại kỳ chân dị bảo, sách cổ kinh văn phóng ra dáng màu sán lạn. Trên đó còn có con số lập lè, thể hiện muốn đổi bảo bối này thì cần bao nhiêu điểm công huân. Quân tiêu giao không có điểm công huân, nhưng hắn lại được miễn phí chọn lựa một thứ. Oa oa, thật nhiều bảo bối, từ kim nhân tham, thiên bồ quả, bạch ngọc đại la bạc. Thái âm ngọc thố nhìn những thánh dược đó mà chảy nước miếng. Những thánh dược nơi này đều là một ít chủng loại hy hữu trên tiên vực. Đương nhiên, còn có các loại bất tử dược, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít chỉ đổi bất tử dược đã cần số lượng lớn điểm công huân, không phải lão nhân giết địch lâu năm trên biên quan thì căn bản gom không đủ. ngoài ra quân tiêu giao còn thấy được chuẩn đế binh, mỗi một món đều có điểm công huân cao đến kinh người. quân tiêu giao còn cảm giác được một luồng đế uy nhàn nhạt, đó là uy áp truyền đến từ trung tâm công huân điện. đế binh quân tiêu giao có chút bất ngờ, không nghĩ tới cả đế binh hi hữu cũng đổi được. nếu quân tiêu giao muốn thì hiện tại hắn có thể đổi một đế binh, nhưng nói thật đế binh cũng không phải thứ quân tiêu giao cần nhất. Hắn là quân đế đình chi chủ, chỉ quân đế đình thôi đã sở hữu không chỉ một đế binh. Hắn còn có được đế binh hoang thần giáp ở hoang cổ thánh điện, chẳng qua sau đó tạm thời giao cho thánh thể võ hộ bảo quản. Hơn nữa trong nghi tâm của quân tiêu giao còn có một đế binh bảo hộ, loạn cổ đế phù. Cho nên quân tiêu giao thật sự không có nhu cầu quá lớn đối với đế binh. Hơn nữa lấy tu vi hiện tại của hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của đế binh còn chuẩn đế binh thấp hơn một bậc thì quân tiêu dao còn có đại hoang kích và một vạn vật mẫu khí đỉnh có tư cách cùng giai với tiên khí cho nên so với đổi một đế binh hiện tại không có tác dụng quá lớn thì không bằng đi đổi thứ hữu dụng khác nơi đây có quá nhiều bảo vật xem từng cái không biết cần bao lâu chi bằng quân tiêu giao như nghĩ tới cái gì trực tiếp bắt đầu thúc giục sức mạnh nguyên thần của mình oanh sức mạnh nguyên thần khủng bố khuếch tán ra như thủy triều sức mạnh hùng hồn này khiến tu sĩ trong công huân điện đều kinh ngạc đến cực điểm sôi nổi nhìn lại. Sức mạnh nguyên thần thật cường đại, cấp vô lượng, rất nhiều tu sĩ nhìn quân tiêu dao mà trợn mắt há hốc mồm. Cấp bậc nguyên thần được chia thành cấp bình thường, tuyệt thế, siêu phàm, vô lượng, hàng xa, không kiếp, bất hủ cấp, giải thoát. Theo lý thuyết, nguyên thần của cường giả trí tôn bình thường có thể đạt tới cấp siêu phàm, đạt tới cấp vô lượng thì không nhiều lắm. Nhưng hiện tại quân tiêu giao mới đến tu vi đại thánh cảnh mà đã có sức mạnh nguyên thần cấp vô lượng. Nguyên thần vô lượng, cuồn cuộn như biển cả. Điều này rất kinh người, so với trí tôn chuyên tu nguyên thần cũng không kém bao nhiêu. Nhưng vấn đề là, nhục thân của quân tiêu giao cũng đạt tới cực hạn, rất xuất chúng, có thể nói là duy nhất trong vạn cổ. Một thiên kiêu cấm kỵ vạn cổ có nhục thân, nguyên thần đều vượt qua người cùng thế hệ, có một không hai đương thời thật sự khiến lòng người kinh hãi. Hả, sức mạnh nguyên thần này làm ta cứ nghĩa là vị trí tôn nào tới, thì ra là thần tử quân gia. Sâu trong công huân điện cũng có lão cổ tỏa chấn, cả đám lộ ra ánh mắt kinh ngạc nguyên thần của quân tiêu giao đảo qua rất nhiều bảo bối nói thật thứ làm hắn tâm động cũng không ít có tiên kinh tàn khuyết có sách cổ có thần thông có cấp bậc sánh ngang với côn bằng lôi đế thậm chí còn có rất nhiều bảo bối dị vực tỉ như long giác của nhất mạch nhiệt long hắc ám tiên kinh của nhất mạch hắc thiên thật sự rực rỡ muôn màu khiến người ta khó có thể lựa chọn đáng tiếc không có thiên thư quân tiêu giao chập một tiếng nếu có thiên thư hắn nhất định sẽ trực tiếp đổi đương nhiên quân tiêu dao cũng chỉ tùy ý suy nghĩ cho dù thực sự có thiên thư xuất hiện thì cũng không tới phiên hắn tới đổi sớm đã có người đổi đi rồi hả đúng lúc này ánh mắt quân tiêu dao chợt lóe thần niệm nhạy bén của hắn đã nhận ra một tia dao động khác thường ngay sau đó hắn đi tới một khu vực trong công huân điện khu vực này là nơi bày ra một ít cổ khí tàn khuyết trong đó có một ít thứ rất xa xưa đều tràn ngập khí tức bụi bặm thời gian những thứ ở nơi này không giống đến số lượng lớn điểm công huân như những đế binh Bất tử dược, tiên kinh đó mà ngược lại còn tương đối rẻ. Bởi vì rất nhiều thứ đều cổ xưa tàn khuyết, nhìn không ra có tác dụng gì. Đương nhiên, cũng thỉnh thoảng có tu sĩ đào ra thứ hữu dụng trong đó, nhưng vẫn là số ít. Quân Tiêu Dao giơ tay, cầm một thứ lên, đó là một hạt sen cổ xưa, mặt ngoài nhìn có chút khô vàng, như mất đi sinh mệnh lực. Cũng không có gì đặc thù, nhưng lấy thần niệm nhạy bén của Quân Tiêu Dao, đã nhận ra một tia dao động khác thường. Quân Tiêu giao thưởng thức hạt sen này, cầm trong tay cảm giác thật ôn nhuận, chỉ thế mà thôi. Chương 1085 chín truyền nhân của Tiên thống Tiên đình đối đầu với ba đầu sỏ quân gia. Chương 1085 chín truyền nhân của Tiên thống Tiên đình đối đầu với ba đầu sỏ quân gia. Lúc này, một lão nhân trong công huân điện đi lên và nói, thần tử đã chọn xong chưa? Cái này đi, quân tiêu giao nói, này, lão nhân thấy thế thì có chút trần chờ, tiện đà nói, thần tử, cũng từng có người kiểm tra hạt sen này, nó không có đặc thù gì cả có lẽ chỉ là một cổ trùng mất đi sinh mệnh lực cũng không xem như đặc biệt hy hữu theo cái nhìn của lão nhân quân tiêu dao đã có cơ hội này thì nhất định phải nắm chắc đế binh tiên kinh bất tử dược không biết có thể làm bao nhiêu người đỏ mắt kết quả quân tiêu dao lại cố tình coi trọng một hạt sen nói thật tại hạ không đặc biệt thiếu đế binh tiên kinh bất tử dược chỉ tùy tiện chọn cái mà thôi quân tiêu dao hơi mỉm cười lão nhân nghe vậy cũng hết chỗ nói rồi quân tiêu dao thật là thích khoe khoang ngầm nhưng ngẫm lại cũng đúng lấy thân phận của quân tiêu dao những thứ cực kỳ chân quý kia cũng không phải có lực hấp dẫn đặc biệt lão nhân gật gật đầu quân tiêu dao cũng có được hạt sen này tuy rằng tạm thời không biết hạt sen này có cái gì hiếm lạ nhưng ta có sinh mệnh chi tuyền quân tiêu dao nghĩ thầm hắn cũng không phải đang lãng phí cơ hội này những người khác tra xét hạt sen này nhưng không tra xét ra thứ gì có thể là vì không khôi phục sinh cơ nhưng sinh mệnh chi tuyển có thể tẩm bổ hạt sen này, còn cuối cùng sẽ sinh ra hiệu quả gì, vậy mặc cho số phận. Sau khi quân tiêu giao đổi hạt sen thì đã dẫn Ngọc Thiền Quyên và Thái Âm Ngọc Thố, chuẩn bị quay lại phủ đệ. Kết quả khi vừa bước ra công huân điện thì một giọng nói vô cùng lạnh lùng bỗng vang lên, thật là không phải oan ra không gặp nhau. Nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đó, quân tiêu giao nhìn lại, đoàn người đã đến chỗ này. Mở miệng là người quen, là cổ đế tử, nhưng cũng không chỉ có hắn ta đứng bên cạnh là một bóng hình xinh đẹp tuyệt lệ, cao quý thanh lãnh, cũng dùng mắt phượng lập lòe ánh sắc lạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Là đế nữ Linh Diên, ngoài ra, các truyền nhân tiên thống vệ thiên thiên, thương ly, diêu thanh, hình lục cũng ở chỗ này. Cho dù trước đó si liệt của si vưu tiên thống đã bị quân tiêu giao chém giết, nhưng si lung thay thế gã ta, trở thành truyền nhân của si vưu tiên thống. Chín truyền nhân tiên thống cũng trình diện hết, giờ khắc này, rất nhiều tu sĩ trên đường phố chung quanh công huân điện đều đưa mắt nhìn lại không khí lập tức giống như động lại, mâu thuẫn giữa tiên đình và quân gia đã không cần nhiều lời. Một núi không chứa hai hổ, một bên là thế lực vô thượng đã từng hùng bá tiên vực. Một bên là gia tộc bất hủ truyền thừa từ thuở xa xưa. Trong đại tranh chi thế thiên địa biến động này, tất nhiên hai thế lực sẽ có khí vận chi tranh. quân hùng tranh giành, tranh đoạt chính thống thiên địa, có chuyện gì, ánh mắt quân tiêu giao thật lạnh nhạt, hắn cũng không bất ngờ vì gặp phải đám người cổ đế tử, thân là tiên đình chính thống, tất nhiên bọn họ sẽ tham gia thí luyện trung cực lần này. Càng đừng nói đám người cổ đế tử còn là nghịch quân thất hoàng, tìm mọi cách muốn diệt trừ hắn. Thế giới thần khư nhất định chính là cơ hội tốt nhất. Lần này ngươi không phải dùng pháp thân đó chứ. Toàn thân cổ đế tử bao phủ phù văn bát quái, khí chất vô cùng siêu nhiên. Cảnh tượng quân tiêu giao lấy pháp thân đoạt hôn còn rõ ràng trước mắt, có thể nói đó là vết rách trong lòng hắn ta. Chỉ khi nào quân tiêu giao chết thì mới có thể khép lại. Ngươi nên cảm thấy may mắn, ở tiệc cưới là pháp thân của ta đến nếu chân thân xuất hiện thì chưa chắc ngươi còn tồn tại ánh mắt quân tiêu dao thật lạnh nhạt một câu thôi đã làm sắc mặt cổ đế tử trở nên lạnh lẽo quân tiêu dao không nói nhiều lắm nhưng câu nào cũng đâm vào tim tất cả tu sĩ chung quanh đều kinh ngạc một mình quân tiêu dao đối mặt với chín truyền nhân tiên thống mà còn có thể cường thế như thế thực sự khiến người ta cảm thán quân tiêu dao bổn cung còn có món nợ chưa tính với ngươi Ngọc Nhan tinh xảo như thiên nhân của Linh Diên cũng không có sắc mặt tốt. Khi ở Luân Hồi Hải Hắc Huyên, cơ duyên bị quân tiêu giao cướp đi, phần trong đùi còn bị quân tiêu giao để lại một dấu ấn sỉ nhục, đến nay cũng không thể xoa bỏ. Quân tiêu giao như suy tư gì mà nhìn về phía cặp đùi thon dài của Linh Diên. Trên da thịt vết trắng của Linh Diên nổi đầy da gà, bất giác mà khép chân lại. Quân tiêu giao, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ tung tích của thiên nữ Diên sao? Linh Diên nói sang chuyện khác, hẳn là ở chỗ ngươi. Quân tiêu giao nói, hắn cũng phỏng đoán được, yên tâm, lần này bổn cung dẫn nàng tới, nàng sẽ khiến chứng ngươi thất bại. Linh Diên nói, khi tiếng nói của nàng ta vừa dứt, chín truyền nhân của tiên thống đều nhìn về phía quân tiêu giao, bày ra dạng bán nguyệt, như muốn đem vây quanh hắn lại. Rất nhiều tu sĩ chung quanh đều kinh ngạc, chẳng lẽ tiên đình nhịn không được muốn động thủ sao? Nếu chín truyền nhân của tiên thống cùng ra tay, quân tiêu giao cũng rất nguy hiểm. Quân tiêu giao lạnh nhạt nhướng mày lên, trong mắt hiện lên một tia hàn ý. Mà đúng lúc này, nơi xa có khí thức ầm ầm bùng nổ và một tiếng cười lạnh khinh thường vang lên. Thế nào, tiền đình khinh quân gia ta không có ai sao? Một nam tử trẻ tuổi phong thần như ngọc, tư thế oai hùng khoanh tay dẫm lên hư không bước đến. Hắn cất bước như thần vương hạ giới, hai mắt thâm thúy như vũ trụ, có cảnh tượng khủng bố thiên hủy tinh trầm hiện lên, thần quang hỗn độn nở rộ, hư không toàn nứt. Đó là đệ nhất tự liệt của quân gia, trọng đồng giả, quân lăng thương. Mà cùng lúc đó, ở một phương hướng khác, một bóng dáng siêu nhiên tay căng rủ thiên cơ, lưng đeo hồ lô rượu, đỉnh đầu có lọng tre đế vương, dung nhàn tuấn Mỹ vô song bước trên hư không tiến đến. Say nằm xa trường, quân mạc tiếu, là đệ nhất tự liệt và quái thai cổ đại của quân gia, một người có trọng đồng vô địch, một người có nhân hoàng thể trấn thế. Tu sĩ bát phương đều lộ ra ánh mắt chấn động, sự nổi bật của hai vị này cũng không yếu hơn quân tiêu giao quá nhiều. Quân lăng thương và quân mạc tiếu đi đến bên cạnh quân tiêu giao, Ba người nhìn nhau, hơi mỉm cười, ăn ý mà không nói. Giờ phút này, toàn trường nín thở. Một bên là chín truyền nhân của tiên thống, một bên là ba đầu sỏ của quân gia. Vào giờ phút này, những người thế hệ trẻ mạnh nhất thế lực đỉnh cấp hai bên đối chọi gay gắt, rằng co với nhau. Chương 1086 Thiên Kiêu ẩn mạch đã đến. Chương 1086 Thiên Kiêu ẩn mạch đã đến. Không khí áp lực đến mức khiến người ta hít thở không thông, thật sự là bởi vì loại rằng con này quá hiếm thấy người nào trong chín truyền nhân của tiên thống tiên đình đều thực bất phàm có thể nói là tinh anh tuyệt đối trong thế hệ trẻ tiên đình càng đừng nói linh diên còn là thiếu hoàng tiên đình thân phận có thay đổi vượt bậc so với trước đó mà ở phía quân gia ba đầu sỏ trẻ tuổi sớm đã danh chấn cổ lộ quân lăng thương và quân mạc tiếu nhìn như không nổi bật bằng quân tiêu dao nhưng chỉ là tương đối mà nói so với thiên kiêu cấm kỵ vô thượng khác thì bọn họ chỉ mạnh chứ không yếu hiển nhiên trận quyết đấu ở trình độ này rất hấp dẫn bát phương chú ý tiên đình các ngươi đã quen lấy nhiều khi ít ta ra đấu với các ngươi thế nào quân lăng thường đưa một tay ra sau người đôi trọng đồng của hắn đã không cần dùng vải đen phong ấn nữa nhìn qua không khác gì người thường nhưng khi ánh mắt của quân lăng thường quét về phía chín truyền nhân của tiên thống đồng tử đơn mơ hồ muốn tách ra hóa thành trọng đồng uy thế kia quả thực như tách ra thiên địa khí tức khiến lòng người kinh hãi Xem ra vị đường ca này cũng thu hoạch không nhỏ, Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, trước đó nghe đồn quân Lăng Thương có được truyền thừa của trọng đồng giả cổ đại nào đó, hiện tại xem ra cũng không giả. Nhân số nhiều, không có nghĩa là các ngươi có thể đè đầu chúng ta, thật ra ta lại cảm thấy, chỉ dựa vào một mình Tiêu Dao cũng có thể đàn áp tất cả các ngươi, ta và Lăng Thương chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Quân Mạc Tiếu cầm lấy hồ lô rượu treo bên hông rồi uống một ngụm, có vẻ lười nhác mà lại tùy ý giống như không để bụng chín truyền nhân tiên thống trước mặt chút nào. Ta cũng hy vọng các ngươi ra tay, nhưng đừng giống như trước đó, làm ta quá thất vọng. Quân tiêu giao cũng phải nhẹ ống tay áo, giọng điệu thật tùy ý bâng quơ. Nhìn thái độ của ba đầu sỏ quân ra, tu sĩ toàn trường đều líu lưỡi, cũng chỉ có bọn họ mới dám bày ra thái độ này trước mặt truyền nhân tiên đình. Quả thực không phải người một nhà thì không vào một cửa, miệng lưỡi này đều là một dạng. Một vài tu sĩ không biết nói gì, quân gia toàn xuất hiện cuồng nhân sao, cả đám đều tiêu sái tùy ý như thế không đặt tất cả vào trong mắt quả thực đều có tính cách khiến người ta căm ghét ánh mắt cổ đế tử thật âm trầm bỗng nhiên đúng lúc này trên trời cao lại có hai khí thức hiện lên điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc đưa mắt nhìn qua chẳng lẽ còn có người tới xem náo nhiệt cảm ứng được khí thức này trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia kinh ngạc bên kia trong mắt cổ đế tử cũng có một tia khó hiểu khí thức của hai bóng dáng này đều mạnh mẽ tuyệt đối đạt tới trình độ thiên kiêu cấm kỵ vô thường. Trong ánh hào quang, một nam một nữ hiện lên, nam tử trẻ tuổi mặc hoàng bào màu vàng nhạt, thân thể thon dài, có long tư phượng biểu. Nữ tử mặc một bộ váy hoa, phát họa ra dáng người thướt tha quyến rũ, dung nhan tuyệt đẹp vô cấu, chung quanh có mưa hoa đại đạo bay tán loạn, tôn nàng ta lên giống như một nữ thần. Đó là quân ân hoàng cùng quân khuynh nhan của ẩn mạch quân gia. Có tu sĩ nhận ra thân phận của hai người này, trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia dị sắc. Lúc này, hắn cũng thấy được phía sau hai người có quân lam tịch mặc váy lam đang phất tay với hắn. Quả thật là thiên kiêu ẩn mạch, quân lang thương và quân mạc tiếu cũng đưa mắt nhìn qua. Ẩn mạch quân gia cũng không yếu hơn chủ mạch quân gia bao nhiêu, cũng rất cường thịnh, chỉ là họ vẫn luôn kín tiếng, cho nên người ngoài không rõ lắm. Trước mắt, hai vị thiên kiêu của ẩn mạch xuất hiện khiến cục diện trở nên khó bề phân biệt. Một ít tu sĩ ở đây cũng mơ hồ biết một ít tình huống. Tuy rằng ẩn mạch tách ra từ quân gia, nhưng cũng không phải sự phân liệt mang tính đối kháng như trong tưởng tượng, đơn thuần là vì lý niệm bất đồng mà đường ai nấy đi mà thôi. Mà hiện tại, hai thiên kiêu ẩn mạch hiện thân, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ ẩn mạch muốn trở về quân gia? Nghĩ vậy, rất nhiều tu sĩ đều cảm thấy kinh hãi. Quân gia đã đủ mạnh, chỉ chủ mạch thôi đã khiến tiên đình kiêng kỵ. Nếu ẩn mạch trở về, vậy chẳng phải có thể cùng phân chia thiên hạ với tiên đình quân ân hoàng nhìn về phía quân tiêu dao ánh mắt như sương mù khiến người ta không nắm lấy được mà trên gương mặt tuyệt đẹp vô cấu của quân khuynh nhan hiện lên một nụ cười nhàn nhạt nói trước đó khuynh nhan đã từng nghe đến đại danh của ba vị tộc huynh hôm nay vừa gặp quả thực phong thái hơn người đám người quân tiêu dao nhàn nhạt gật đầu cổ đế tử liếc nhìn đám người quân ân hoàng một cái trong mắt lộ ra suy tư trước mắt chín truyền nhân của tiên thống tiên đình là một bên mà ba đầu sỏ quân ra có lẽ phải cộng thêm hai thiên kiêu ẩn mạch là một bên. Cứ như vậy, khí thế của tiên đình khó có thể áp đảo quân gia. Trên thực tế, cho dù chỉ có một mình quân tiêu giao, tiên đình cũng đừng mơ dùng khí thế để ép được quân gia. Chư vị, lúc này, một giọng nói giả nua vang lên, nó đến từ bên trong công huân điện, đó là một vị di lão biên quan, mở miệng nói, xung đột ngay trước công huân điện không được tốt lắm. Hơn nữa thí luyện trung cực sắp mở ra, các người sắp sửa nghinh đón khiêu chiến dị vực không đến mức bất đắc dĩ thì tạm thời đừng nội đấu. Lời di lão nói khiến không khí ở đây dịu lại, sự lạnh lẽo trên mặt cổ đế tử biến mất, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khó lường, hắn ta mở miệng nói, nếu di lão lên tiếng, vậy quên đi, quân tiêu giao, hy vọng ngươi còn có thể giữ được tâm thái vô địch này ở thế giới thần khư. Quân tiêu giao thấy thế thì lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đã kế hoạch chu toàn rồi, nhưng ngươi phải biết rằng, trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu gì cũng có vẻ ngu xuẩn buồn cười vậy rửa mắt mong chờ đi, chết đuối đều là người biết bơi. Cổ đế tử cười cười, hắn ta không chỉ có thực lực cường đại, có chiêu thức hát chủ bài, còn chuẩn bị bốn sát chiêu đối phó với quân tiêu giao. Nếu còn không thể làm quân tiêu giao ngã xuống thì hắn ta cũng nhận. Trường 1087 có mục đích gì? Trường 1087 có mục đích gì? Cổ đế tử xoay người rời đi, nhìn cổ đế tử, trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia sáng. Đây cũng là một nhân vật kiêu hùng, không chỉ có thực lực mạnh mẽ tuyệt đối, còn có tâm trí, sẽ không lỗ mãng hành sự. Nếu sinh ra ở thời đại khác thì tuyệt đối là một nhân vật có thể xoay chuyển càn khôn, đứng trên đỉnh núi. Đáng tiếc, hắn ta gặp phải quân tiêu giao, chỉ có thể nói, sinh ra cùng thời đại với quân tiêu giao là bi ai. Linh Diên liếc nhìn quân tiêu giao một cái, hình như muốn nói cái gì, lại không tiện nói trước mặt mọi người, cho nên chỉ hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Quân tiêu giao biết Linh Diên để ý dấu ấn trong đùi của mình, chỉ có thể nói quân tiêu giao thật quái ác. Vệ thiên thiên nhìn quân tiêu giao, lắc lắc đầu, nói thật, quân tiêu giao trông rất hợp khẩu vị của nàng ta, đáng tiếc là mặt đối lập. Đám người diêu thanh, thương ly không lộ ra biểu cảm gì. Ngược lại là si lung của si vưu tiên thống, vẻ mặt nhìn về phía quân tiêu giao có hận ý, cũng có một tia phức tạp nhàn nhạt, nhạt. Quân tiêu giao giết si liệt, nhưng lại làm thiên kiêu si vưu tiên thống bọn họ cảm nhận được cảm giác nhân thượng nhân trong một thời gian ngắn ngủi. Tâm tình này thực phức tạp, sau khi chín truyền nhân của tiên thống rời đi, không khí hoàn toàn dịu lại. Ánh mắt quân tiêu giao chuyển về hướng quân ân hoàng và quân khuyên nhan. Đi đến phủ đệ của ta đi, quân tiêu giao nói, hắn biết mục đích thật sự khi hai truyền nhân ẩn mạch này hiện thân không phải vì phụ trợ khí thế của quân gia. Bọn họ đến vì mục đích khác, không ai nghĩ tới, hai thế lực trẻ tuổi cường thịnh sẽ đối chọi gay gắt như vậy trước công huân điện. Nhưng cũng may, thí luyện trung cực sắp mở ra, hai bên cũng thu khí thế lại, không động thủ trong nguyên thủy đế thành nhưng đây là chuyện sớm hay muộn. Xong việc, quân tiêu giao dẫn đoàn người về tới phủ đệ. Ngọc Thiền Quyên và Thái Âm Ngọc Thố rất thức thời mà lui xuống. Quân ân hoàng nhìn thoáng qua quân lăng thương và quân mạc tiếu. Xem ra chúng ta cũng phải né tránh. Quân lăng thương lạnh nhạt nói. Bọn họ cũng rời đi. Trong đại sảnh chỉ còn lại quân tiêu giao, quân ân hoàng và quân khuyên nhan. Quân tiêu giao trực tiếp ngồi ở thủ tỏa, thái độ nhàn tản, không có ý khách sáo. Các người có thể nói ý đồ đến, Thái độ của quân tiêu giao làm quân ân hoàng hơi nhíu mày. Có nên có một lời giải thích vì cái chết của quân huyễn minh không? Quân ân hoàng hỏi, quân huyễn minh là tộc nhân nhất mạch của hắn ta. Ánh mắt quân khuynh nhan đứng bên cạnh biến ảo. Chuyện quân tiêu giao giết quân huyễn minh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Nhưng dựa vào lời nói của quân làm tịch nhất mạch nàng ta, quân huyễn minh thật sự có chỗ không đúng. Nói ra mục đích thật sự của các người đi, bản thần tử không muốn tốn nhiều nước bọt vào mấy chuyện nhàm chán này. Quân tiêu giao gõ ngón tay lên tay vịn ghế dựa, lạnh nhạt nói. a, không hổ là thần tử của chủ mạch, cũng rất tự cao. Quân ân hoàng cười lạnh và nói, cũng giống như phỏng đoán của quân tiêu giao, bọn họ hiện thân không phải vì phụ trợ khí thế của quân gia. Quân ân hoàng vứt ra một ngọc giản, quân tiêu giao giơ tay bắt lấy, thần niệm xông vào trong rồi đảo qua trong đó. Ánh mắt hắn hơi thay đổi, một lát sau, quân tiêu giao nói các người đều đã biết nội dung trong này. Không biết, nhưng có thể nói cho người biết, muốn ẩn mạch chúng ta trở về rất khó. Quân ân hoàng nói, thật là điều kiện rất khó, thậm chí, khó khăn đến mức gần như không có khả năng hoàn thành. Trong mắt quân tiêu giao phục ra hàn quang ba thước, trong ngọc giản là một điều kiện, một điều kiện để ẩn mạch quân ra trở về. Nó có chút quá đáng, thậm chí có thể nói gần như không có khả năng làm được. Giác một tiếng, quân tiêu giao khép năm ngón tay lại, biến ngọc giản thành bột phấn rồi chảy xuống từ khe hở ngón tay truyền lời của bản thần tử nói ta tiếp nhận lời quân tiêu dao nói làm sắc mặt quân ân hoàng và quân khuynh nhan đều hơi thay đổi tuy rằng bọn họ không biết tin tức cụ thể trong ngọc giản là cái gì nhưng hiển nhiên là một điều kiện cực kỳ hà khắc chỉ khi nào hoàn thành nó thì ẩn mạch quân gia mới có khả năng trở về ta cũng tò mò người có năng lực này hay không quân ân hoàng nhìn thật sâu vào mắt quân tiêu dao sau đó xoay người rời đi quân khuynh nhan lại tạm dừng một lát nói với quân tiêu dao đa tả tộc huynh đã cứu mạng lam tịch nhất mạch chúng ta chuyện nhỏ không tốn sức gì quân tiêu dao lạnh nhạt nói tộc huynh nếu nói ai có khả năng làm ẩn mạch trở về hẳn cũng chỉ có tộc huynh mà thôi quân huynh nhan thở dài một tiếng thật ra nàng cũng hy vọng ẩn mạch trở về dù sao nhất mạch bọn họ đã yên lặng lâu lắm rồi đều đã quên huy hoàng ngày trước là như thế nào sau đó quân huynh nhan cũng rời đi chỉ còn lại một mình quân tiêu dao ánh mắt hắn biến ảo Cuối cùng khóe miệng lại nhếch lên một độ cong nhàn nhạt. Thú vị, thật là thú vị, điều kiện không có khả năng hoàn thành sao? Quân Tiêu giao cười, có thể nói nếu đổi lại là bất cứ kẻ nào thì không có khả năng thực hiện điều kiện trong ngọc giản, thậm chí liền nghĩ thôi cũng không dám nghĩ. Quân Tiêu Dao chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như xuyên qua không trời, đối diện với trời xanh. Ngàn tính vạn tính cũng không bằng trời tính, Thiên, ngươi muốn chứng minh quân mỗ không thắng được ván cờ này sao? như vậy cứ nhìn xem, là ai cười đến cuối cùng. Quân tiêu giao phất tay áo một cái, đôi mắt sâu không thấy đáy, lập lòe ánh sáng. Hắn đã nghĩ ra một nước cờ hoàn mỹ không có khuyết điểm. Cổ đế tử, hy vọng âm mưu của các ngươi có thể mang đến cho ta một chút bất ngờ, bởi vì nước cờ này không thể không có các ngươi. Quân tiêu giao mang đầy thâm ý mà thầm nghĩ. Tuy từ trước đến nay chuyện có thể sử dụng vũ lực giải quyết thì quân tiêu giao khinh thường dùng mưu trí, nhưng đánh cờ với trời vẫn cần mưu tính. Quân tiêu giao đã xem mảnh đất thí luyện trung cực, thế giới thần khư trở thành ván cờ cuối cùng với trời cao. Một ván định thắng bại, sau khi nghĩ kỹ kế hoạch trong lòng, quân tiêu giao cũng thật nhàn nhã, cũng không có cảm giác khẩn trương chút nào. Hắn đặt hạt sen cổ xưa có được từ công huân điện vào nội vũ trụ, chìm vào sinh mệnh chi tuyền. Sau khi hạt sen chìm vào sinh mệnh chi tuyền, cũng không có động tính quá lớn gì. Trường 1088 có mục đích gì? Hai, quân tiêu giao cũng không vội, cứ đặt ở nơi đó, Kế tiếp, quân tiêu giao điều tức, chuẩn bị nghênh đón thí luyện trung cực sau đó. Đêm dài, cả tòa nguyên thủy đế thành rất yên tĩnh, trăng tròn trên vòng trời là do đại năng giả trực tiếp câu đến phía trên sao trời đế thành. Quân tiêu giao ngồi xếp bằng trong phủ đệ bỗng mở hai mắt, lạnh nhạt nói, nếu tới rồi thì hiện thân đi. Một bóng hình xinh đẹp cao gầy, thanh lãnh tuyệt thế hiện thân. Quân tiêu giao lạnh nhạt dương mắt, nhìn một mạch từ đôi chân thon dài tuyết trắng mơ hồ lộ ra dưới làn váy, cuối cùng như ngừng lại trên dung nhan cao lãnh khuynh thế tuyệt đẹp kia. Đường đường là đế nữ, đêm khuya tới chơi sẽ rất dễ làm người ta hiểu lầm. Quân tiêu dao vẫn ngồi xếp bằng trên mặt đất, lạnh nhạt nói. Người tới tất nhiên là Linh Diên, vẻ mặt nàng ta lạnh như băng, nói, người biết ta tới đây là vì nguyên nhân gì? Vì sao? Quân tiêu dao cố ý hỏi. Ngươi, Linh Diên hít sâu một hơi, ngực hơi phập phồng, không biết vì sao, khi đứng trước mặt quân tiêu dao nàng không thể giữ được tư thái cao cao tại thượng quan sát nhân gian. Có lẽ bởi vì địa vị của quân tiêu giao không thấp hơn nàng ta chút nào. Cũng có lẽ là vì, nhiệt duyên vạn cổ trong luân hồi hải còn đang ảnh hưởng nàng. Xóa dấu ấn, Linh Diên lạnh lùng nói, cái nàng ta ám chỉ tất nhiên là dấu ấn quân tiêu giao để lại giữa hai chân nàng. Mỗi lần nghĩ đến nó thì không khỏi nhớ tới vạn cổ nhiệt duyên, khiến đạo tâm nàng khó có thể hoàn toàn bình tĩnh. Thì ra ngươi chỉ cái này, chỉ là trừng phạt nho nhỏ thôi, bản thần tử không thích ngươi dùng thiên nữ diên áp chế ta. Quân tiêu giao nói, vậy ngươi không sợ bổn cung giết nàng, ngươi có thể giết, nhưng, ngươi cũng phải chôn cùng nàng. Quân tiêu giao cầm lấy một chén trà nhỏ, nhẹ nhàng thổi thổi, khẽ nhấp một ngụm. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ mà nói ra lời tàn nhẫn nhất. Hiện giờ Linh Diên có thân phận gì? Là thiếu hoàng tiên đình, có thể nói chuyện với Linh Diên bằng giọng điệu này cũng chỉ có quân tiêu giao. Linh Diên nắm chặt tay ngọc, nói thật, nếu không phải nơi này là nguyên thủy đế thành, nàng thật sự sẽ nhịn không được mà ra tay làm sao ngươi mới bằng lòng xóa bỏ? Linh Diên lạnh nhạt nói, quân tiêu giao hơi trầm ngâm, nhìn thấy một bộ bàn cờ được đặt cách đó không xa. Tay áo hắn vung lên, bàn cờ rơi xuống chính giữa hai người. Đánh một ván đi, nếu ngươi thắng thì xóa bỏ dấu ấn, bản thân tử khom lưng xin lỗi. Nếu ngươi thua, xin lỗi, có thêm một vết, tới thì tới, bổn cung sẽ sợ ngươi sao? Linh Diên khoanh chân mà ngồi ở đối diện quân tiêu giao. Nói là chơi cờ, nhưng hiển nhiên không chỉ là chơi cờ họ đang đánh đạo và lý so bì về lý giải đối với đại đạo trừ cái này ra còn có thế cục đánh cờ cờ phía linh diên giống như tiên đình mà quân tiêu dao là quân gia một người là thiếu hoàng tiên đình một kẻ là thần tử quân gia họ triển khai đánh cờ trên một cái bàn nho nhỏ một đêm qua đi thân thể linh diên run lên nhè nhẹ ngọc dung tuyệt sắc xuất hiện một tia ửng hồng không bình thường đó là vẻ mặt xấu hổ và giận dữ tới cực điểm một đêm nàng thua sáu cục phần trong đùi có thêm sáu vết càng khiến nàng nổi giận chính là sáu vết này cộng thêm vết trước đó vừa vặn tạo thành bảy nét góp thành một chữ quân khác trong đùi nàng ta khiến người ta cực kỳ khó chịu vậy tính là cái gì nàng xem như bị quân tiêu dao đánh dấu sao dù sao có một số nữ nô có xâm tên chủ nhân trên người một cảm giác khuất nhục xưa nay chưa từng có tràn ngập trong lòng linh diên nàng đường đường là thiếu hoàng tiên đình kết quả lại bị khắc lên dấu ấn của quân tiêu dao nếu bị người khác biết thì tuyệt đối sẽ nhắc lên sóng gió động trời phỏng chừng cổ đế tử sẽ tức giận đến qua đời. Quân tiêu giao, hy vọng người còn có thể thong dong như thế ở thế giới thần khư. Nàng biết, chỉ có ván cờ của cổ đế tử mới có khả năng thật sự diệt được quân tiêu giao. Linh Diên lạnh lùng rời đi, bước chân cũng không dám quá dài, sợ bị ai phát hiện, cả người không được tự nhiên. Nhìn bóng dáng Linh Diên rời đi, quân tiêu giao nâng một quân cờ lên rồi thưởng thức. Cho tới bây giờ, trời còn không phải đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Theo dòng thời gian chuyển rời, cả tòa nguyên thủy đế thành cũng hội tụ càng ngày càng nhiều thiên kiêu. Đương nhiên, so với thiên kiêu bước lên cổ lộ trung cực thì vẫn là một vạn không có lấy một, nhân số chỉ chiếm một phần cực nhỏ trong đó. Mà bên kia, trên một viên vốn bị thái dương thánh lực và thái âm thánh lực bao trù, giờ phút này đã biến thành một mảnh màu sắc hỗn độn. Trong mơ hồ, một luồng năng lượng hỗn độn khủng bố đang sôi trào. Thái tử điện hạ sắp thành công sao? Trong trời sao bên ngoài cổ tinh, vài túc lão thái dương thần sơn nhìn nhau một cái, đều thấy được sự mừng rỡ trong mắt đối phương trải qua hơn một tháng rốt cuộc kim ô thập thái tử cũng có động tính oanh vào thời khắc đó một tiếng vang lớn ầm ầm bùng nổ toàn bộ cổ tinh bắt đầu run rẩy tan nát ra khí hỗn độn nhấc lên sóng gió tàn phá mặt ngoài cổ tinh không ra hình dạng cuối cùng khí hỗn độn tràn ngập cả viên cổ tinh đột nhiên thu lại cuối cùng bị một bóng dáng uy áp mạnh mẽ hút vào trong miệng bóng dáng kia chính là kim ô thập thái tử phá quan ra chỉ thấy giờ phút này kim ô thập thái tử có mái tóc kim sắc xỏa tung đôi đồng tử không còn ánh vàng rực rỡ mà là một vàng một bạc đồng thời cánh kim ô sau lưng cũng là một bên vàng một bên bạc như đôi cánh có thể cắt đứt phòng trời một tay kim ô thập thái tử quấn quanh thái âm một tay phủ kín thái dương cuối cùng hội tụ hóa thành hỗn độn chi chiều cuồn cuộn vô biên khí tức kinh người chúc mừng thái tử điện hạ xuất quan túc lão thái dương thần sơn vui sướng đến cực điểm khuôn mặt kim ô thập thái tử vẫn rất anh tuấn chỉ là hình như trở nên âm nhu hơn một chút Hắn ta nhíu mày và nói Hỗn độn thể hậu thiên, thật ra Có chút tì vết, các túc lão đều hơi kinh hãi Sau đó suy nghĩ cẩn thận Thái âm và thái dương giao hòa là hỗn độn thể hậu thiên hoàn mỹ Nhưng vấn đề là Đối tượng mà Kim Ô thập thái tử giao hòa không phải còn sống Tóm lại là có chút tì vết Nhưng, không sao cả Hiện giờ thực lực của ta đủ báo thù rồi Kim Ô thập thái tử phẫn nộ quát vẻ mặt các túc lão đều có chút cổ quái, bọn họ cứ cảm thấy kim ô thập thái tử hơi khác với trước kia. Quân tiêu giao, bổn thái tử muốn tra tấn ngươi đến chết. chương 1089 gặp lại thiên nữ diên. chương 1089 gặp lại thiên nữ diên. Trong lòng kim ô thập thái tử có oán niệm ngập trời, hận ý như nước sông cuồn cuộn. Bởi vì chuyện này thật sự là tạo ra bóng ma quá lớn cho hắn ta, nghĩ đến thôi đã cảm thấy ghê tởm. Cho nên, hắn khó chấn hùng phong, đã hoàn toàn héo. Kim ô thập thái tử xuất quan cũng không gây nên oanh động quá lớn. Bởi vì hiện tại ánh mắt toàn bộ cổ lộ đều hội tụ ở nguyên thủy đế thành. Trước kia mâu thuẫn đụng độ giữa dị vực và tiên vực chỉ là một ít cọ quẹt nhẹ. Mãi đến lần này, dị vực tân đế xâm nhập biên quan, cứ như khai hỏa phát súng chiến tranh đầu tiên của hai giới. Mà ở mảnh đất thí luyện trung cực, thế giới thần khư, chính là bước đầu giao phong của hai giới, cuộc tranh phong thuộc về vương giả trẻ tuổi. Trận chiến này rất quan trọng, không chỉ liên quan đến sĩ khí của cửu thiên tiên vực mà còn dính líu đến an nguy của biên quan. Sau chừng một tháng, có tin tức truyền khắp toàn bộ nguyên thủy đế thành, rốt cuộc mảnh đất thí luyện trung cực cũng mở ra. Trong đế thành, trong một phủ đệ tiên gia, quân tiêu giao ngồi xếp bằng mở đôi mắt thâm thúy ra. Rốt cuộc cũng bắt đầu rồi sao, quân tiêu giao thở ra một hơi, trận chiến này cũng rất quan trọng đối với hắn, nó liên quan đến một ván cờ, một ván cờ với trời, công tử, ba tứ gia phái người tới, nói muốn tập hợp. Ngọc Thiền Quyên tiến đến thông báo, quân tiêu giao đứng dậy, cùng Ngọc Thiền Quyên đi ra ngoài. Còn Thái âm Ngọc Thố sẽ không tiến vào thế giới thần khư, dù sao nơi đó quá nguy hiểm, nàng ta chỉ là một con thỏ con, ra vẻ đáng yêu là được rồi, nếu thật sự lên chiến trường thì chỉ đưa đồ ăn cho đám sinh linh dị vực mà thôi, nói không chừng còn phải giải thêm chút thì là. Tiêu giao, lần này là khiêu chiến thật sự, quân Mạc Tiếu cũng bước đến, bọn cổ đế tử sẽ không chịu để yên, lại có nghịch quân thất hoàng, cho dù đại địch dị vực đang ở trước mặt, nhưng bọn họ vẫn sẽ ngáng chân. Quân Lăng thường cũng nguyện thân nhíu mày và nói: hắn ta không trông cậy vào đám người cổ đế tử kia sẽ lấy đại cục làm trọng. Quân Tiêu Giao là một tai họa ngầm quá lớn đối với sự thống trị của Tiên Đình. Dù sao hắn trưởng thành quá nhanh, rất có thể tương lai sẽ đạt tới cảnh giới cường đại không thể tin nổi, sẽ làm dao động quyền uy địa vị của Tiên Đình. Không cần lo lắng cho ta, tất cả đều nằm trong sự khống chế của ta. Quân Tiêu Giao mỉm cười định liệu trước, nắm chắc thắng lợi. Có những lời này của ngươi là được, rốt cuộc quân gia chúng ta có thể thiếu ta và mặc tiếu, nhưng chỉ không thể thiếu ngươi. Quân lăng thương cười khẽ, một di lão biên quan tiến đến dẫn đám người quân tiêu giao đi đến một quảng trường sâu trong nguyên thủy đế thành. Quảng trường này vô cùng to lớn, có thể chứa đủ mấy chục vạn người. Mà giờ phút này, phía trên quảng trường đã chia ra ra rất nhiều đội ngũ. Mỗi một đội đều là chiến sĩ dày dặn kinh nghiệm. Có lẽ tu vi của bọn họ không phải tối cao trong đế thành, nhưng rất có kinh nghiệm đối với sinh linh dị vực. Đội trưởng của mỗi một đội đều có tu vi chuẩn trí tôn, thân khoác thần giáp, ngồi trên các loại chiến thú hung mãnh. Bọn họ là đại kỵ sĩ trong gia tộc các thủ quan giả, cũng là lực lượng trung kiên đối kháng với dị vực. Những thiên kiêu đi đến đây nhìn thấy các binh hùng tướng mạnh, đội ngũ sát khí bừng bừng đó thì nhất thời có chút khó hiểu. Không phải là thí luyện trung cực thuộc về thiên kiêu sao? vì sao lại có những đại kỵ sĩ và đội ngũ thủ quan giả tham dự. Một ít thiên kiêu mơ hồ cảm giác được, có lẽ thí luyện lần này không phải yên bình. Phía trên vòng trời, ba tứ ra thản nhiên mà đứng. Nhìn những bóng dáng chi chít trên quảng trường phía dưới, lão hơi thở dài một tiếng. Lần này đi, không biết có bao nhiêu người có thể bình yên trở về. Lúc này, như nhận thấy được cái gì, ba tứ ra nhìn về phía nơi xa, hơi mỉm cười. Đám người quân tiêu giao đã tới sự xuất hiện của bọn họ cũng gây nên một loạt tiếng ồn ào. Rất nhiều người nhìn về phía quân tiêu giao, đều mang theo cảm giác sùng bái. Chỉ cần có quân tiêu giao ở đây, bọn họ cảm thấy thế giới thần khư lần này sẽ ổn. Dị vực không có khả năng có thiên kiêu yêu nghiệt giống như quân tiêu giao. Ánh mắt quân tiêu giao đảo qua, nhìn thấy cảnh tượng này thì mày cũng hơi cao lại. Hắn biết lần này thí luyện trung cực này còn có nhiệm vụ đặc thù, nếu không sẽ không phái những đại kỵ sĩ đó ra ngựa. Một lúc sau, chúng truyền nhân tiên đình cũng tới, tất nhiên cũng hấp dẫn ánh mắt bát phương. Linh Diên thân là thiếu hoàng tiên đình, tất nhiên là tồn tại khiến người ta chú ý nhất. Nhưng hấp dẫn ánh mắt mọi người không chỉ có nàng, còn có thiếu nữ đẹp như tinh linh bên cạnh kia. Mi như thúy vũ, da như tuyết trắng, răng đều như bắp. Dung nhan gần như hoàn mỹ, không soi mói ra chút tỉ vết nào. Trên đôi chân thon dài mà thẳng tắp trắng trẻo có mang tất chân bệnh thành từ tơ tằm tuyết ngọc màu trắng, cả người nàng ta nổi bật xuất trần, như tuyệt đại tiên tử, đẹp tự ảo mộng. Đó là thiên nữ Diên, mà ánh mắt thiên nữ Diên cũng cách vô số người, liếc một cái đã nhìn thẳng vào quân tiêu giao bạch y suốt trần. Liếc mắt một cái, vạn năm, công tử, thiên nữ Diên nhịn không được mà hốc mắt cay cay, có thể nói trong khoảng thời gian quân tiêu giao đoạt hôn là thời gian nàng tự do và hạnh phúc nhất cuộc đời này. Trước đó, nàng chỉ là một con cá giữa dòng sông số mệnh, vĩnh viễn không chạy thoát được vận mệnh dây dưa. Nàng chỉ xứng làm cái bóng làm công cụ của linh diên nhưng mà quân tiêu dao xuất hiện giống như một tia sáng so chiếu vận mệnh hắc ám của nàng lúc này thiên nữ diên mới biết thì ra yêu một người là một điều hạnh phúc như thế cho dù nàng không phải người duy nhất trong lòng quân tiêu dao thậm chí không phải quan trọng nhất nhưng không sao thiên nữ diên cũng không để ý đối với nàng mà nói chỉ cần có thể nhìn thấy quân tiêu dao thì tốt rồi cho dù chỉ là nhìn thêm một cái thiên nữ diên ánh mắt quân tiêu dao cũng xuất hiện chút phức tạp Trường 1090 tất cả kẻ địch đều đến. Trường 1090 tất cả kẻ địch đều đến. Khi hắn đoạt hôn, tự cho là đã cứu được thiên nữ diên, sau đó mới nhận ra thiên nữ diên vẫn còn chuyện giấu diếm. Chỉ sợ Linh Diên đang khống chế mạch máu sinh tử của nàng. Linh Diên bảo nàng chết thì nàng sẽ phải chết. Nàng căn bản không trốn thoát được trói buộc của Linh Diên, thật đáng buồn đến cỡ nào. Yên tâm, ta sẽ cứu ngươi ra, đây là hứa hẹn của ta đối với ngươi quân tiêu giao hiếm thấy mà có chút nghiêm túc hắn rất ít hứa hẹn cái gì nhưng một khi hứa thì tuyệt đối không đổi ý thiên nữ diên cười nụ cười thực đẹp thanh lệ hồn nhiên chỉ cần có một câu của quân tiêu dao là đủ rồi nàng đã thấy đủ mặc dù có lẽ không có cơ hội này giữa sân rất nhiều thiên kiêu nhìn quân tiêu dao và thiên nữ diên sau đó lại nhìn về phía cổ đế tử mặt không cảm xúc bỗng nhiên cảm thấy trên đầu cổ đế tử thật xanh mượt đủ rồi cổ đế tử bước ra một bước làm một nữ nhân thiếu chút nữa liên hôn với hắn, giờ phút này thể hiện tình cảm thắm thiết với quân tiêu giao là như thế nào. Đây làm hắn xanh đến mức sáng lên, nếu không phải linh diên ngăn cản, cổ đế tử thật sự sẽ hung hăng tra tấn thiên nữ diên. Quân tiêu giao, bổn cung dẫn diên đến không phải để các ngươi đoàn tụ. Linh diên nói, ngụ ý là dẫn thiên nữ diên tới để chính mắt chứng kiến quân tiêu giao bị tiêu diệt. Như vậy thì nhiệt duyên vạn cổ trong lòng nàng có thể bị cắt đứt, dấu ấn chữ quân trong đùi đáng sỉ nhục kia cũng được xóa bỏ. Quân tiêu giao chưa nói cái gì, sau này nếu có cơ hội, hắn nhất định sẽ nghĩ cách giúp thiên nữ Diên tự do. Trừ chín truyền nhân của tiên thống ra, phía sau còn có một đám thiên kiêu tiên đình đi theo bọn họ đến. Quân tiêu giao chỉ nhàn nhạt, nhạt nhìn thoáng qua, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Trong đám thiên kiêu tiên đình kia, hắn mơ hồ nhận ra một khí tức quen thuộc. Là Chu tiên đạo huyền nguyệt, quân tiêu giao biết huyền nguyệt chính là người của dị vực. Nàng muốn tiến vào nguyên thủy đế thành thì chắc chắn sẽ gặp chút phiền phức. Mà hiện tại, Huyền Nguyệt lại nấp trong đám người thiên kiêu tiên đình. Hiển nhiên là trò của cổ đế tử và Linh Diên, chỉ dựa vào điểm này, quân tiêu giao đã nghĩ ra có lẽ nghịch quân thất hoàng đã chạm mặt với nhau, thậm chí còn đạt thành kế hoạch liên thủ nào đó. Nhưng như vậy càng tốt, vừa vặn trùng khớp với ý muốn của quân tiêu giao. Bởi vì trong kế hoạch của hắn, nghịch quân thất hoàng là một thứ không thể thiếu. Quân tiêu giao không chọc thủng ngay trước mặt mọi người, hắn cảm thấy hẳn có thể nhìn thấy thất hoàng cùng hiện thân ở thế giới thần khư. Kế tiếp, Đám người Vũ Hóa Vương, Vũ Vân Thường cũng đến, còn có đám người Đế Phật Tử chuyển thế, Diêm Ma Thiên Tử, Diệp Cô Thần, Quân Ân Hoàng, Quân Khuynh Nhan. Sau đó Long Giao Nhi, truyền nhân của Nhân Tiên giáo Quý Đạo Nhất và Cơ Thanh Y cũng tới. Bọn họ xuất hiện cũng gây nên một đợt oanh động, ánh mắt Quân Tiêu giao đảo qua đám người Quý Đạo Nhất, Cơ Thanh Y, Long Giao Nhi. Hắn sớm đã nghe nói đến truyền nhân của Nhân Tiên giáo Quý Đạo Nhất vị này, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng trước đó bọn họ cũng đã kết oán hiện tại xem ra, quý đạo nhất cũng có định ý rất lớn với hắn. Còn cơ thanh y đeo khăn che mặt, không biểu lộ ra bất cứ cảm xúc thù địch gì. Xưa nay quân tiêu giao luôn mang theo một tia cảnh giác với nàng ta, nàng không phải nhân vật đơn giản. Còn Long Giao Nhi, có thể nói khiến thiên kiêu toàn trường đều có chút kinh ngạc. Mái tóc tím của nàng ta xỏa tung, mắt phượng lộng lẫy, ngực no đủ, eo thon nhỏ tinh tế, đôi chân dài trắng trẻo sáng bóng. Gương mặt Loli đáng yêu ban đầu cũng trở nên khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến cực điểm. Sự biến hóa từ Loli đến ngự tỷ này thật sự khiến người ta có chút ngạc nhiên. Quân tiêu giao lại vẫn giữ bình tĩnh, không có gợn sóng gì. Tuy rằng thực lực của Long Giao Nhi hơn xa trước kia, nhưng từ trước đến nay quân tiêu giao không có hứng thú quá lớn với thủ hạ bại tướng. Xem ra ngươi đã quen mất cảnh báo trước đó của bản thân tử đối với ngươi. Quân tiêu giao nhìn về phía Long Giao Nhi, trước đó hắn nói qua, nếu Long Giao Nhi còn dám trêu chọc hắn thì sẽ để nàng thật sự nếm thử mùi vị biến thành chó cái là cái gì. Long Giao Nhi nghe vậy thì ánh mắt lộ ra một tia sợ hãi không xóa đi được. Dù sao quân tiêu giao đã để lại trong lòng nàng bóng ma rất lớn. Nhưng nghĩ đến thực lực của mình tiến bộ, còn có kế hoạch của cổ đế tử, lòng nàng ta lại khôi phục chấn định. Quân tiêu giao, Long Giao Nhi ta sẽ đường đường chính chính mà đấu với người một trận, bằng không tuyệt đối không cam tâm. Mái tóc tím của Long Giao Nhi tung bay, mày liếu dựng lên, chém đinh chặt sắt mà nói. Ngu xuẩn, quân tiêu giao không hề để ý tới, còn không phải cao lên một chút, ngược to lên một chút à. Thế mà đã trở nên tự tin như vậy sao? Được rồi, đã đến lúc rồi, cho dù là một ít thiên kiêu còn chưa tới, lúc sau cũng có thể trực tiếp đi vào. Ba tứ gia tăng hắng giọng rồi mở miệng nói. Ở giữa quảng trường có một đại trận truyền tống vô cùng cổ xưa, giờ phút này hiện lên ánh sáng mênh mông. Trận văn các màu bay múa, một luồng khí tức hoang dã cổ xưa khuếch tán ra rất nhiều thiên kiêu ở đây đều lộ ra chút khẩn trương cho dù bọn họ đã trải qua gian nan hiểm trở trên cổ lộ trung cực bước từng bước một đi tới nguyên thủy đế thành nhưng thứ lần này bọn họ phải đối mặt chính là sinh linh dị vực đó là một đám tồn tại vô cùng hiếu chiến chiến lực cực mạnh nếu không có thủ đoạn đặc thù thì tu sĩ gần như không thể đánh bại được sinh linh dị vực cùng cảnh giới sẽ bị nghiền áp tất cả mọi phương diện đây cũng là nguyên nhân vì sao mỗi lần dị vực xâm lấn đều sẽ tạo thành khó phá hư mang tính hủy diệt có thể cứu vãn cho tiên vực đương nhiên cũng không phải tất cả thiên kiêu đều cảm thấy khẩn trương vẻ mặt cả đám thiên kiêu cấp bậc cấm kỵ vô thượng đều rất bình đẳng là do họ rất tự tin về thực lực của chính mình cho dù gặp thiên kiêu vương tộc dị vực bọn họ cũng không e rè có tự tin có thể đối phó vẻ mặt quân tiêu giao càng bình đạm như nước nếu nói chiến lực của sinh linh dị vực nghịch thiên vậy thực lực của quân tiêu giao chính là cấp bậc lỗ hồng thiên đạo, vạn cổ vô song. Mà các chiến sĩ đội ngũ thủ quan đều lộ ra vẻ mặt kiên nghị, bọn họ sớm đã không để ý sinh tử. Đi, ba tứ ra hét lớn một tiếng, tiếng kèn thê lương vang lên, ánh sáng mãnh liệt của trận pháp bao phủ toàn bộ quảng trường. chương 1091 Biên quan Minh Mông chương 1091 Biên quan Minh Mông Trong hư không, một lỗ sâu to lớn xuất hiện, hóa thành một thông đạo không gian sạc sỡ sâu hút, mọi người trên quảng trường lập tức bị hút vào trong đó. Tất cả mọi người đều cảm thấy choáng váng đầu, thiên địa giống như bị đảo ngược lại. Vô số tinh thể chung quanh nhanh chóng rời xa bọn họ, kéo thành từng tia sáng lập lè. Bọn họ như xuyên qua thời không, kéo dài qua khoảng cách cực xa. Không biết qua bao lâu, như mới một chớp mắt, lại như qua vạn năm. Khi bọn họ tỉnh táo lại thì vị trí hiện giờ đang đứng sớm đã không phải nguyên thủy đế thành. Phóng mắt nhìn lại, là một mảnh hư vô thâm thúy chỉ có những điểm sáng lập lòe sâu trong vũ trụ đó đó là một thiên kiêu nhìn về phía trước chấn động mà á khẩu không nói nên lời tất cả thiên kiêu đều đưa mắt nhìn qua ở phía trước bọn họ khí hỗn độn cuồn cuộn một vách tường cực lớn chợt xuất hiện không biết cao bao nhiêu dài bao nhiêu rộng bao nhiêu cứ kéo dài ra bốn phía trên đó có dính vết máu đen loang lổ và vô số phủ văn quy tắc đan chéo tràn ngập cảm giác cổ xưa đây là cái gì chúng ta đi tới cuối thế giới sao chẳng lẽ nơi này là vách tường cuối thế giới rất nhiều thiên kiêu hít sâu một hơi cất tiếng suy đoán bọn họ nghe qua một ít đồn đãi cuối thế giới chính là vách tường vị diện ba tứ ra nghe vậy thì lắc lắc đầu và nói không đây chỉ là một bức tường lời này vừa dứt thiên kiêu cả sân đều tĩnh mịch mắt lộ khiếp sợ tồn tại vô biên vô hạn giống như vách tường vị diện này chỉ là một bức tường nơi này chính là biên quan Bên ngoài biên quan là biên hoang, mà đối diện biên hoang chính là bờ bên kia của thế giới, dị vực. Một đại kỳ sĩ trầm giọng mà nói, tất cả thiên kiêu chấn động, hôm nay thế giới quan của bọn họ bị đổi mới. Nơi bọn họ đi vào không phải là cuối thế giới, mà là biên quan minh mông. Phòng tuyến kiên cố nhất của cửu thiên tiên vực, rất nhiều lúc tưởng tượng là thực tái nhợt, mặc dù các thiên kiêu kia đã nghe qua không biết bao nhiêu lần biên quan minh mông dữ dội, nhưng khi thật sự tự mình đi đến đây thì cảm giác chấn động phát ra từ nội tâm vẫn làm bọn họ ngơ ra ngay tại chỗ, thật lâu sau cũng không tỉnh táo lại được. Biên quan cổ xưa mà nguy nga, như thần linh viễn cổ chế tạo thành. Có vô số tổ tiên đổ máu tại đây, trên đó dính đầy máu đen loang lổ. Các loại phù văn quy tắc khủng bố đan chéo trên đó, lập lòe ánh hào quang bắt mắt. Giờ khắc này, tất cả thiên kiêu tiên vực lần đầu đi đến biên quan đều trầm mặc. Bọn họ đứng tại chỗ, vẻ mặt trang nghiêm, Quân tiêu giao cũng mang đầy cảm khái. Hắn không phải người dễ dàng xúc động, nhưng giờ phút này, trong lòng cũng khó tránh khỏi cảm thán. Đây là biên quan mà phụ thân vẫn luôn chấn thủ sao. Quân tiêu giao lẩm bẩm trong lòng. Hắn nói qua, hắn không muốn làm anh hùng, cũng không muốn làm chúa cứu thế. Nhưng khi tận mắt nhìn thấy biên quan do quân vô hối chấn thủ, nhìn thấy máu tươi trầm trên vách tường vô ngần kia, hắn vẫn giơ tay, cong lưng chào trước biên quan. Thiên kiêu ở đây thấy thế thì cũng làm theo quân tiêu giao, hành lễ với biên quan đẫm máu. Cho dù là đám người cổ đế tử đối địch, dưới tình hình cũng phải chắp tay. Nhìn thấy quân tiêu giao đi đầu kính chào, đôi mắt già nua của ba tứ gia hiện ra vui mừng sâu sắc. Ân nhân, con nối dõi của ngài cũng có trái tim chân thành giống như ngài. Ba tứ gia cảm thán trong lòng, còn những đội ngũ và đại kỵ sĩ thủ quan kia nhìn thấy biểu hiện của quân tiêu giao, cảm độ đối với hắn đều bay thẳng lên. Không hổ là con nối dõi của vô hối đại nhân, quả thực là một mảnh chân thành. Đúng vậy, nói không chừng tương lai cũng là bạch y thần vương thứ hai, giết đến mức dị vực nghe tiếng thôi đã sợ vỡ mật. Quân tiêu giao không biết, hành động cảm khái nhất thời của mình lại làm những chiến sĩ biên quan đó sinh ra hảo cảm. Được, chư vị đi theo ta, ba tứ gia dẫn dắt mọi người, tiến lên ở biên quan. Liếc một cái nhìn lại, biên quan nhìn không thấy cuối. Nói là một thành quan, nhưng còn minh mông hơn vách ngăn một thế giới. Thỉnh thoảng mọi người có thể cảm giác được, một ít thần niệm âm trầm mà cường đại quét ngang qua hư không, tra xét bát phương chuẩn đế. rất nhiều người kinh hãi trong lòng, đây tuyệt đối là cường giả cấp bậc chuẩn đế, thông qua thần niệm để tuần tra. nhưng cũng có thể lý giải, dù sao cũng là tuyến đầu biên quan, có chuẩn đế tỏa chấn cũng thực bình thường. không bao lâu sau, ba tứ gia dừng bước chân, tới rồi, mảnh đất thí luyện trung cực các ngươi, thế giới thần khư. mọi người nhìn ra phía sau ba tứ gia, nhất thời cả hô hấp cũng ngừng lại tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Cho dù quân tiêu giao không chút gợn sóng khi gặp phải bất cứ chuyện gì, hiện giờ trong mắt cũng hiện lên một tia kinh dị. Bởi vì trước đó, biên quan minh mông vô ngần, đứng sừng sững từ xa xưa kia lại nứt ra, chặt đứt một đoạn. Điều này khiến rất nhiều thiên kiêu hít thở không thông, sởn tóc gáy. Biên quan minh mông mà cổ xưa vô cùng kiên cố, phủ kín các loại quy tắc. Theo lý thuyết, đáng lẽ nó phải đứng sừng sững mãi mãi mà không ngã nhưng hiện tại lại nứt ra một chỗ, có lỗ thủng. Thiếu hụt một lỗ thủng, ước kích thước chừng một mảnh cổ tinh vực. Nhưng làm mọi người chấn động không chỉ là lỗ hỏng biên quan, còn bởi vì trong lỗ hỏng này có một đóa thanh liên. Một đóa thanh liên to lớn vô biên, gần như có thể sánh ngang với một mảnh tinh vực. Những đóa thanh liên to lớn nở rộ ra giữa thiên địa, từng đợt từng đợt khí hỗn độn nhẹ nhẹ buông xuống từ lá sen. Quả thực như thác nước ngân hà chảy thẳng xuống, từng tinh thể thật lớn tô điểm chung quanh lá sen, như từng viên tinh thể những thiên kiêu ở đây đều là đệ tử thế lực bất hủ, có cảnh tượng gì mà chưa thấy qua. Nhưng cảnh trước mắt vẫn làm bọn họ chấn động sâu sắc, như nhà quê mới vào thành, vô cùng khiếp sợ. Khó trách, quân tiêu giao bỗng nhớ tới, trước đó ở táng đế tinh, vị chấp pháp giả cổ lộ kia từng nói qua, mảnh đất thí luyện trung cực có liên quan đến vị một thần thoại đế, chẳng lẽ là... Trường 1092 nhiệm vụ gian khổ Trường 1092 nhiệm vụ gian khổ Trong lúc quân tiêu giao suy tư, Ba tứ gia mở miệng nói, trong lịch sử, dị vực không chỉ một lần xâm lấn cửu thiên tiên vực chúng ta. Lần nghiêm trọng nhất trong đó, dị vực xuất hiện không chỉ một bất hủ, cấp thiên tai, mang đến hạo kiếp thật lớn cho tiên vực chúng ta. Thậm chí biên quan cũng bị đánh vỡ, xuất hiện một lỗ hỏng thật lớn. Lời nói trầm trọng của ba tứ gia truyền khắp tứ phương, tất cả thiên kiêu nghe xong đều trầm mặc. Ánh mắt quân tiêu giao lại chợt lóe. cường giả tuyệt đỉnh đế cấp dị vực được xưng là bất hủ chi vương vậy bất hủ cấp thiên tai kia lại là tồn tại khủng bố đến mức nào? Lúc trước, biên quan bị đánh vỡ một lỗ hỏng, tình thế tràn ngập nguy cơ, nếu để dị vực xâm lấn toàn diện thì cửu thiên tiên vực sẽ khó có thể xoay người. Cuối cùng, là một vị thần thoại đế ra tay, lấy thân thể mình ngăn chặn lỗ hỏng biên quan, cuối cùng biến thành một đóa thanh liên. Chính là thanh đế, lời ba tứ ra nói như tuyên truyền giác ngộ, vang vọng bên tai mọi người. Quả nhiên, là vạn cổ thanh thiên nhất chu liên, quân tiêu giao bừng tỉnh, Thần thoại đế chính là đế giả trở thành thần thoại. Cổ lan thánh A la mà cổ lan thánh giáo tín ngưỡng, độc tí minh vương của nhất mạch minh vương, còn có thích ca cổ đế của Tây Thiên giáo đều đã trở thành thần thoại đế giả. Đương nhiên, quân gia có thần thoại đế hay không thì quân tiêu giao cũng không biết. Quân gia cũng chưa từng tuyên truyền chuyện này. Thanh đế chính là một gốc thanh liên được dựng dục trong hỗn độn khi biên quan gặp nguy hiểm, thanh đế đại nhân lấy thân ngăn chặn lỗ hỏng, tự tạo thành một thế giới. Chính là thanh liên to lớn các ngươi nhìn thấy trước mắt, trong đó chính là thế giới thần khư, cũng là nội vũ trụ của thanh đế. Lời ba tứ ra nói làm quân tiêu giao lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Bản thân quân tiêu giao cũng có nội vũ trụ, hiện tại phạm vi là hai năm ánh sáng. Mà trước mắt, chỉ thanh liên to lớn kia thôi cũng đã chiếm đường kính không chỉ hai năm ánh sáng, càng đừng nói sau khi tiến vào trong đó, phạm vi khẳng định sẽ càng rộng lớn. Quân tiêu giao rung động. Nếu hắn tiến vào thế giới thần khư thì có thể lĩnh ngộ quy tắc cùng phương pháp sáng thế của thanh đế, sẽ có trợ giúp rất lớn với diễn biến nội vũ trụ của hắn lúc này vẻ mặt ba tứ gia trở nên nghiêm túc hơn tăng hắn giọng mà nói mọi người đều biết thí luyện trung cực lần này khác với trước kia bởi vì lần này dị vực phát hiện một khuyết điểm chí mạng của thế giới thần khư rất có khả năng khiến thế giới thần khư tan rã dẫn tới lỗ hỏng tái hiện lời ba tứ gia nói như một hòn đá làm cả hồ dậy sóng lập tức nhắc lên gợn sóng ngập trời tại nơi đây cái gì thế giới thần khư mà thanh đế biến ra sắp sửa sụp đổ. Nếu như vậy, lỗ hỏng tái hiện, chẳng phải đại quân dị vực sẽ tiến quân thần tốc. Nơi đây như nổ tung chảo, ồ lên một mảnh, thanh đế thân hóa thành một thế giới, thật vất vả mới ngăn chặn lỗ hỏng biên quan. Nếu lúc này tan giã, hậu quả không thể đoán trước được. Tất cả mọi người thấy được lỗ hỏng kia như một mảnh cổ tinh vực khổng lồ, cho dù xây dựng lại phòng tuyến thì cũng khó có thể bảo vệ. Bằng không chỉ có thể hy sinh thêm một vị thần thoại đế, lấp kín lỗ hỏng nhưng vấn đề là sao có được kia chứ trong thời đại này cả đại đế cũng khó gặp không thường hiện thế càng đừng nói là đế giả đã trở thành thần thoại truyền thuyết cái gì gọi là thần thoại hư vô mờ mịt mới gọi là thần thoại lui lại một bước mặc dù có thần thoại đế tồn tại ai lại muốn hy sinh đạo quả của mình kia chứ không phải ai cũng có thể vô tư giống như thanh đế dù sao cường giả cấp bậc đó đã mạnh đến mức không thể nắm lấy mặc dù tiên vực sụp đổ bọn họ cũng có thể trường tồn hậu thế tự hình thành một vùng cấm lúc này vẻ mặt của tất cả thiên kiêu đều thật ngưng trọng thí luyện lần này quả thực càng tàn khốc hơn trước kia vậy xin hỏi tiền bối có phương pháp ngăn cản không một thiên kiêu chắp tay dò hỏi đương nhiên có cách bằng không cũng không nói nhiều với các ngươi như vậy ba tứ gia nói ánh mắt lại là nhìn về phía quân tiêu dao hiển nhiên lão rất coi trọng quân tiêu dao gửi gắm hy vọng lên người hắn dù sao thực lực chân chính của quân tiêu giao vượt xa cảnh giới của hắn, sẽ có tác dụng cực lớn ở thế giới thần khư. Thanh đế đại nhân lấy thân biến thành thế giới, ngăn chặn lỗ hỏng biên quan, tất nhiên cũng có hạn chế. Chỉ có cảnh giới dưới trí tôn mới có thể tiến vào thế giới thần khư. Nói cách khác, trong thế giới thần khư, chiến lược tối cao chính là chuẩn trí tôn. Cũng bởi vậy, thế giới thần khư mới có thể chắn cường giả đứng đầu dị vực ở ngoại quan. Mặc dù có dị vực chuẩn trí tôn muốn lén tiến vào, cũng không cần lo lắng, sẽ bị trực tiếp diệt sát. Ba tứ gia nói, lúc này quân tiêu giao mới bừng tỉnh, đã hiểu vì sao ba tứ gia coi trọng hắn như vậy. Không chỉ vì hắn là con trai của ân nhân, còn vì tu vi của quân tiêu giao là đại thánh cảnh, nhưng lại có thể đối kháng với chuẩn trí tôn. Quả thực chính là tồn tại khai quải trong thế giới thần khư này. Có thể tưởng tượng ra tâm tình của những sinh linh dị vực khi quân tiêu giao đại thánh cảnh bộc phát ra chiến lược có thể chống lại cấp bậc chuẩn trí tôn. Phỏng chừng sẽ rất đáng lòng. Ba tứ gia tiếp tục nói, không biết các người có biết được thần kỳ niệm không? Ta biết thần kỳ niệm chính là tâm ma và chấp niệm của cường giả đế cấp. Sau khi đế giả ngã xuống, có xác suất ra đời nhất định. Một thiên kiêu nói, không sai, thanh đế đại nhân rất vĩ đại, lấy thân hóa thành thế giới, lấp kín lỗ hỏng biên quan, nhưng hắn cũng không phải không có chấp niệm. Ở thế giới thần khư có để lại bảy tội thần kỳ niệm của thanh đế đại nhân, có tất cả 7 cái lần lượt bị phong cấm ở những bí địa khác nhau nếu bảy thần kỳ tội niệm phá phong hợp lại làm một sẽ biến thành ác niệm thần linh khủng bố phá vỡ thế giới thần khư từ bên trong hiển nhiên sinh linh dị vực cũng phát hiện điểm này chuẩn bị tìm vị trí của bảy thần kỳ tội niệm để giải phong phóng thích nhiệm vụ của các người chính là dùng hết khả năng ngăn cản dị vực giải phong thần kỳ tội niệm nếu có thể thì diệt trừ thần kỳ tội niệm là tốt nhất ba tứ gia nói vũ hóa vương bước lên trước chắp tay và nói tiền bối người đang nói đùa sao Thần kỳ tội niệm mà Thanh đế đại nhân để lại nhất định khủng bố tuyệt luân, sao chúng ta có thể diệt trừ? Chương 10937 tội thần kỳ niệm. Chương bảy tội thần kỳ niệm. Câu hỏi của Vũ Hóa Vương làm rất nhiều thiên kiêu đều gật đầu. Thần kỳ niệm của đại đế đã đủ khủng bố, ít nhất cũng là cấp bậc chuẩn đế, đủ để nhắc lên một hào kiếp. Dựa vào bọn họ, sao có thể diệt trừ được thần kỳ niệm? Ba tứ gia nói, không sao trong thế giới thần khư có thế giới quy tắc do thanh đế đại nhân để lại, mặc dù những thần kỳ niệm đó phá phong, cũng chỉ có tu vi chuẩn trí tôn. Nhưng khi bảy thần kỳ tội niệm hợp nhất, hình thành bảy tội thần kỳ niệm hoàn chỉnh, bảy tội thần kỳ niệm này có thể trực tiếp đánh vỡ quy tắc của thế giới thần khư, sau đó hủy diệt nó. Nói đến đây, mọi người xem như đã rõ, thí luyện lần này không chỉ phải đánh nhau với sinh linh dị vực, còn phải ngăn cản dị vực phá hư mảnh đất phong ấn thần kỳ niệm. Có thể diệt trừ thần kỳ niệm là tốt nhất. Nhưng mọi người ngẫm lại cũng biết, mặc dù chỉ là một thần kỷ niệm có thực lực bị áp chế tới chuẩn trí tôn. Nhưng tốt xấu gì cũng là chấp niệm do thần thoại đế để lại, phỏng trừng chuẩn trí tôn bình thường cũng không phải đối thủ. Muốn diệt trừ thì không khác gì nằm mơ giữa ban ngày. Cho nên bọn họ chỉ có thể suy xét nên làm sao để phá hư hành động của dị vực, không cho chúng thành công. Không khí ở đây có chút áp lực, vốn dĩ đối mặt với sinh linh dị vực cũng đã hung hiểm vạn phần, hiện tại còn có thêm bảy tội thần kỷ niệm quả thực có thể coi là thí luyện trung cực khó khăn tàn khốc nhất từ trước tới nay được rồi các ngươi cũng không cần hồi hộp lo sợ những chiến sĩ và đại kỵ sĩ thủ quan sẽ cùng tiến vào với các ngươi nhìn thấy không khí có chút nặng nề ba tứ gia cổ vũ lúc này sắc mặt các thiên kiêu mới đẹp thêm một chút những đại kỵ sĩ đó đều có tu vi chuẩn trí tôn hiển nhiên nhiệm vụ về thần kỷ niệm chủ yếu là do những đại kỵ sĩ đó làm kế tiếp thiên kiêu được đọc tên tiến lên ba tứ gia nói Mọi người sửng sốt, thế này là thế nào? Quân tiêu giao, người đầu tiên ba tứ gia đọc chính là tên của quân tiêu giao. Trong mắt quân tiêu giao hiện lên một tia ánh sáng, bước ra một bước. Quân lăng thương, cổ đế tử, linh diên, vũ hóa vương, một loạt tên được ba tứ gia đọc ra. Quân tiêu giao lập tức phát hiện người bị điểm danh đều là thiên kiêu cấp bậc cấm kỵ vô thượng. Sau khi điểm danh xong, ba tứ gia nói các thiên kiêu các người đều là tinh anh trong tinh anh, có thể nói là nhân vật cấp, chủng tử, thời đại này của chúng ta kế tiếp các ngươi sẽ rút thăm, phân phối đến các đội ngũ đại kỵ sĩ, trợ giúp bọn họ phá hư kế hoạch của dị vực. Đây cũng coi như thí luyện thiết huyết đối với những nhân vật đỉnh cấp các ngươi. Còn những thiên kiêu còn lại, có thể giết được thêm bao nhiêu sinh linh dị vực thì giết bấy nhiêu, nhưng không cần miễn cưỡng, sống sót là quan trọng nhất. Nghe thấy lời này, những thiên kiêu cấm kỵ vô thượng được đọc tên bao gồm cả quân tiêu giao đều rất bình tĩnh. Đây là khiêu chiến, cũng là mài rũa đối với bọn họ. Đương nhiên, nếu các ngươi có thể tồn tại trở về tất nhiên có thể nhận được khen thưởng phong phú còn thiên kiêu được đọc tên nếu có thể tồn tại trở về sẽ có tạo hóa tiên cấp chờ các ngươi lời ba tứ gia nói lập tức làm không khí vốn đang nặng nề tịch trở nên lửa nóng đặc biệt là nghe thấy tạo hóa tiên cấp cho dù là nhân vật siêu nhiên như linh diên cổ đế tử cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt tỏa sáng tạo hóa tiên cấp chính là cơ duyên truyền thừa có liên quan đến tiên vô cùng chân quý nếu thật sự có thể đạt được tuyệt đối sẽ thoát thai hoán cốt, nói không chừng có thể mượn nó để đánh sâu vào cửa ải trí tôn. Cũng bỏ vốn gốc, quân tiêu giao thầm nghĩ, được rồi, kế tiếp bắt đầu rút thăm, ba tứ gia nói, đám người quân tiêu giao lần lượt tiến lên rút thăm, còn những đội ngũ đại kỵ sĩ đó thì bị chia thành 7 đội, từng người phụ trách tìm kiếm một thần kỷ niệm. Giờ phút này, đội trưởng 7 tiểu đội đều đang chú ý. Tuy rằng thiên kiêu cấm kỵ vô thượng đều rất mạnh, nhưng tóm lại vẫn có một ít khác biệt, cả phương diện tâm tính cũng không giống nhau tất nhiên những đại kỵ sĩ đó không hy vọng mấy tên danh tâm tính không kiên chiến lực không mạnh gia nhập vào đội ngũ của mình là thần tử quân gia thì tốt rồi tuy thần tử quân gia là đại thánh nhưng lại có thể giao thủ với chuẩn trí tôn đội ngũ nào rút được hắn không phải ổn rồi sao đúng vậy vậy tương đương có thêm một chiến lược tiếp cận chuẩn trí tôn vào thời điểm nguy cơ tuyệt đối có thể thay đổi thế cục ngăn cơn sóng dữ những đội ngũ chiến sĩ đó đều khe khẽ nói nhỏ hầu như đội ngũ nào cũng dùng ánh mắt lửa nóng mà nhìn quân tiêu dao như đang nhìn chằm chằm bảo bối tuyệt thế. Rốt cuộc tâm tính, chiến lược của quân tiêu giao đều cực kỳ nghịch thiên. Thậm chí một ít đại kỵ sĩ đều cảm thấy quân tiêu giao sẽ không yếu hơn bọn họ bao nhiêu. Cho nên trong mắt bọn họ, tất nhiên quân tiêu giao là món hời. Điều này làm đám người cổ đế tử, quý đạo nhất đều lộ ra sắc mặt âm u. Đều là thiên kiêu cấm kỵ vô thượng, ai lại yếu hơn kẻ khác bao nhiêu. Nhưng quân tiêu giao lại có thể được những đội ngũ đại kỵ sĩ kia hoan nghênh xem ra cũng do ta bế quan lâu quá trong lòng quý đạo nhất có chút không thoải mái dù sao thân phận của hắn ta đặc thù đến từ gia tộc cấm kỵ trên chín tầng trời còn là truyền nhân của nhân tiên giáo với thân phận địa vị này tính ra cũng không nên bị quân tiêu dao đẻ thấp quân tiêu dao rút ra một thẻ nhìn thoáng qua đội ngũ mông ra tiếng nói vừa dứt một đại kỵ sĩ cưỡi chiến ngao một sừng ha ha cười đi đến chỗ quân tiêu dao ha ha thần tử ta là mông ra mông chiến Hoan nghênh thần tử gia nhập đội ngũ của ta. Trên mặt Mông Chiến lộ ra nụ cười chân thành, "Mông Chiến, ngươi thật là may, thần tử thế lại đến đội của ngươi. Đúng vậy, phỏng chừng lần này các ngươi sẽ lập công lớn." Những đại kỵ sĩ chung quanh đều cực kỳ hâm mộ mà nói. "Đội trưởng không cần đa lễ." Quân Tiêu Dao cũng cười khẽ, "Gia tộc thủ quan giả niên quan không chỉ có Thái gia, Bàng gia, Hồng gia. Mông gia này cũng là một trong số đó, hơn nữa vẫn luôn trung thành ở cương vị" Mà đúng lúc này, một tiếng nói thanh lãnh như tiếng trời cũng vang lên, đội ngũ mông ra. Ánh mắt mọi người nhìn lại, lập tức le vẻ mặt cổ quái. Linh Diên cũng rút chúng đội ngũ mông chiến. Hai người này, một là thiếu hoàng tiên đình, một là thần tử quân gia, có thể nói là đối trọi gay gắt nhất, vậy mà lại được phân phối tới một đội ngũ. Điều này thực kỳ diệu, chương 1094 tiến vào thế giới thần khư. Chương 1094 tiến vào thế giới thần khư. Đôi lông mày xinh đẹp của Linh Diên hơi nhíu lại, vẻ mặt có chút không vui. Không biết có phải oan ra ngõ hẹp hay không, dấu ấn chữ quân trên đùi nàng hiện tại còn khiến trong lòng nàng khó chịu dữ dôi. Quân công tử, thiên nữ Diên đứng bên cạnh cũng lộ ra ánh mắt lo lắng. Nàng biết đám người Linh Diên, cổ đế tử nhất định đang âm thầm mưu tính cái gì đó. Hiện tại Linh Diên và quân tiêu giao được chia vào một đội, chẳng phải càng dễ dàng ám toán quân tiêu giao hay sao. Tiền bối, ta cảm thấy như vậy không ổn, không bằng phân chia lại lần nữa đi. Cổ đế tử chắp tay và nói với ba tứ gia, tất nhiên hắn ta không muốn để Linh Diên và quân tiêu giao ở cùng một đội. Không được, mông chiến lập tức phản đối. Hai người này là người trẻ tuổi mạnh nhất đương đại, đều được chia vào đội ngũ của hắn ta, sao hắn ta có thể bỏ lỡ kia chứ? Làm theo quy định đi, ba tứ gia khẽ lắc đầu, không sao cả, sao bổn cung lại yếu hơn người khác. Đôi mày linh diên giãn ra, bình thường trở lại nàng cũng muốn so một lần với quân tiêu giao xem năng lực của ai càng mạnh. Ai, quân tiêu giao khe khẽ thở dài, người có ý gì, linh diên khẽ nhướng mắt phượng, hừ lạnh một tiếng, một trói buộc và phiền phức, quân tiêu giao nói đúng sự thật, ngươi, linh diên thầm nghiến răng, nàng có thể duy trì cao lãnh với bất cứ ai, chỉ có quân tiêu giao luôn khiến nàng mất kiểm soát. Kế tiếp, đội ngũ cũng đã phân chia xong, mỗi người đều có được một ngọc phù công huân, dùng để ghi lại số lượng sinh linh dị vực đánh chết sinh linh cấp bậc khác nhau thì điểm công huân cũng bất đồng sinh linh dị vực có thiên phú càng cao địa vị càng cao tất nhiên điểm công huân sẽ càng nhiều thần tử lần này có lẽ trong thế giới thần khư sẽ có sinh linh vương tộc dị vực hiện thân bọn chúng là tồn tại còn khủng bố hơn sinh linh dị vực bình thường mông chiến nói bọn họ xem như thân kinh bách chiến tất nhiên càng hiểu biết dị vực hơn các thiên kiêu bọn quân tiêu giao nhưng song song đó điểm công huân cũng sẽ càng cao nếu đánh chết sinh linh bất hủ đế tộc trong truyền thuyết, điểm công huân sẽ cao đến kinh người. Mông chiến chép chép miệng mà nói, nhưng hắn cũng chỉ nói mà thôi. Sinh linh bất hủ đế tộc cường đại khủng bố dữ dội, chiến lược cao hơn tu sĩ tiên vực cùng dai quá nhiều quá nhiều. Cho dù là sinh linh thế hệ trẻ, cũng không phải một chuẩn trí tôn như hắn ta có thể diệt sát. Hơn nữa trong loại xung đột cấp bậc này cũng sẽ không có sinh linh bất hủ đế tộc hiện thân. Đế tộc bất hủ sao, ta cũng hy vọng bọn họ hiện thân ánh mắt quân tiêu giao chật lóe thế lực trùng tộc dị vực cũng không ít hơn tiên vực cường đại thì có tộc sinh linh bách đại vương tộc bất hủ đế tộc quân tiêu giao cũng hy vọng được gặp một ít cường giả trẻ tuổi đứng đầu dị vực trước xem rốt cuộc bọn chúng mạnh đến mức nào được rồi chư vị cũng đã đến lúc phải xuất phát ba tứ gia phất tay và nói vẻ mặt lão có chút ngưng trọng một khi các thiên kiêu kia bước vào thế giới thần khư người bọn họ có thể dựa vào cũng chỉ có chính mình nhưng hiện giờ dị vực chi loạn sắp bùng nổ phía tiên vực cũng không cần đóa hoa trong nhà ấm. Không trải qua khảo nghiệm máu và lửa thì làm sao đứng trên đỉnh cao thời đại này. Âm âm âm, mãnh thú dưới thân đại kỵ sĩ bước qua ngân hà, đám người minh mông cuồn cuộn xuất phát hướng tới thế giới thần khư. Trong hư không, thần hoa từng cơn, từng cánh cửa không gian hiện lên, dẫn vào bên trong thanh liên to lớn, cũng chính là thế giới thần khư. Tiểu đội mông gia của quân tiêu giao cũng bước vào trong đó. Trong nháy mắt, hư không vặn vẹo, quang hoa nở rộ, trời đất quay cuồng khi trước mắt mọi người rõ ràng lên lần nữa bọn họ không khỏi nhìn quanh đây là một mảnh trời sao đen nhánh thâm thúy hoang vắng tinh thể đổ nát lơ lửng trong đó các loại sao trời đẫm máu tàn binh nứt gãy bộ xương khô thật lớn rơi rụng trong đó một cảm giác hoang vắng tiêu điều đang tràn ngập chóp mũi mọi người còn có thể ngửi thấy một luồng khí thức huyết tinh đây là thế giới thần khư tất cả thiên kiêu lần đầu tiên đi vào đều chấn động bọn họ cho rằng có lẽ thế giới thần khư sẽ giống như là thập địa hạ giới, là một khối đại lục to lớn. Ai ngờ lại là một mảnh vũ trụ diện tích rộng lớn vô ngần. Nếu không phải cẩn thận cảm nhận thì căn bản không nhận ra được sự khác nhau giữa thế giới thần khư và cửu thiên tiên vực. Nếu miễn cưỡng so sánh thì linh khí thiên địa của thế giới thần khư còn kém xa cửu thiên tiên vực, cả các loại quy tắc cũng không hoàn mỹ vững chắc bằng cửu thiên tiên vực. Nhưng điều này cũng đã đủ làm lòng người kinh ngạc, đây là nội vũ trụ của thần thoại đế sao, khi nào trong cơ thể bổn cung mới có thể ra đời một thế giới như vậy? Dù là linh diên cũng hơi thất thần, tay ngọc nắm chặt hư không, như đang cảm nhận cái gì đó. Tất cả thiên kiêu toàn trường chỉ có quân tiêu giao không chút gợn sóng, đáy mắt lộ ra một tia suy tư. Thần tử không giống như kinh ngạc, nói thật, lần đầu tiên ta tới đã chấn kinh một hồi lâu. Mông chiến cười nói, a, à, quân tiêu giao cười, chưa nói cái gì, tất nhiên hắn sẽ không nói thật ra trong cơ thể mình đã có một nội vũ trụ như vậy. Dù là chuẩn trí tôn như mông chiến thì trong cơ thể cũng chưa ra đời nội vũ trụ. Không hổ là thanh đế, tuy rằng còn một chút quy tắc tiên vực tàn lưu, nhưng cũng diễn biến ra quy tắc thuộc về chính mình. Sau khi cẩn thận cảm nhận, quân tiêu giao nghĩ thầm. Từ xưa đến nay, nội vũ trụ ra đời trong cơ thể đa số các cường giả đều được diễn biến thông qua quy tắc cửu thiên tiên vực. Dù sao không phải ai cũng có thể tạo ra con đường của mình như quân tiêu giao. Lấy đạo của bản thân sáng lập vũ trụ thuộc về chính mình. Thanh đế chính là một cây hỗn độn thanh liên ra đời trong tiên vực hỗn độn. Tất nhiên nội vũ trụ của thanh đế cũng diễn biến ra từ quy tắc của tiên vực. Nhưng điểm lợi hại là ở chỗ, thanh đế có thể chậm rãi biến quy tắc tiên vực trong nội vũ trụ thành của mình. Có chút ghê gớm, tuy rằng cuối cùng chưa hoàn toàn lột xác, nhưng cũng có thể dẫn dắt quân tiêu giao. Chương 1095 tin tức về thế giới thụ. Chương 1095 tin tức về thế giới thụ. Ngày sau, trong cơ thể bổn cung nhất định cũng phải ra đời nội vũ trụ như vậy sáng lập thần quốc để chúng sinh vạn linh triều bái đôi mắt linh diên sáng rực nhìn về phía quân tiêu dao như mang theo khiêu khích muốn so đấu với quân tiêu dao quân tiêu dao không để ý đến nếu hắn muốn so thì linh diên đã sớm thua nhưng quân tiêu dao cũng không tự mãn hắn biết so sánh với thanh đế thì nội vũ trụ của mình tranh lệch quá lớn thế giới thần khư đã có được quy tắc sinh mệnh chỉ điểm này thôi thì nội vũ trụ của quân tiêu dao đã thua kém rồi đúng rồi thế giới thụ là một trong những mục đích chủ yếu của ta quân tiêu dao bỗng nghĩ tới mục đích của mình thế giới thụ quá quan trọng đối với sự trưởng thành của nội vũ trụ hắn lại dò hỏi mông chiến mông chiến đội trường nghe trong nói thế giới thần khư có thế giới thụ không biết ở nơi nào linh diên đứng bên cạnh cũng đưa mắt qua nhìn nàng cũng cảm thấy hứng thú với thế giới thụ mông chiến nói thật sự có nghe nói qua hình như ở nơi trung tâm nhất sâu trong thế giới thần khư nhưng nghe nói nơi đó có mấy phong ấn cường đại do thanh đế để lại, căn bản không ai có thể tiến vào. Nghe được lời này, quân tiêu giao cũng không thất vọng. Nếu thế giới thụ dễ có được như vậy thì còn đến phiên hắn hay sao? Không thể tiến vào sao? Cũng chưa chắc, nếu dùng cách đó thì, quân tiêu giao suy nghĩ, trong mắt hiện lên ánh sáng. Hắn nghĩ tới một phương pháp có chút điên cuồng.